Người ngoài hành tinh xâm lược, gia viên vỡ nát, thời khắc tối tăm, góc đường mới mở một cửa hàng thú cưng giá rẻ. Bình giá tiêu phí, gấp 10 lần, mấy chục lần hiệu quả rõ ràng bồi dưỡng, để nơi này trở thành bình dân chiến sủng đội thiên đường. Từ nơi này đi ra vô số chỉ cường đại chiến sủng, vì gia viên mà chiến, vì chống lại người ngoài hành tinh xâm lấn mà chiến. Sau đó, trải qua thống kê, trong mấy chiến dịch quyết chiến mấu chốt phát huy tác dụng quyết định, chiến sủng lập được bất thế chiến huân cơ hồ toàn bộ đến từ cửa hàng chiến sủng bình giá này. Hậu nhân bởi vậy không ai không thân thiết xưng hô nhà này mở ở góc đường, rất là bình thường, lại sáng tạo vô số bất hủ truyền kỳ bình giá sủng vật điếm, truyền kỳ sủng vật điếm. Mà cửa hàng này chủ tiệm Summer, càng là lưu lại vô số thần bí chiến thần truyền thuyết, trở thành truyền kỳ bên trong. Tiểu thuyết từ mấu chốt. Truyền kỳ sủng vật cửa hàng không đạn cửa sổ, truyền kỳ sủng vật cửa hàng TXT toàn tập đao loạt, truyền kỳ sủng vật cửa hàng chương mới nhất đọc. Chương 1. Mục hết thảy bắt đầu, mở tiệm lễ. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Chương 1. Tất cả bắt đầu, mở tiệm lễ. Summer có một giấc mơ. Mơ thấy, nguyên bản tốt đẹp thế giới, vũ trụ yêu thú cùng dị hình yêu thú xâm lấn, nhân loại so sánh với, có vẻ dị thường nhỏ bé, nhưng là, nhân loại dứt khoát mà nhiên vì gia viên, phấn khởi phản kháng. Từ đó trở đi, bao nhiêu anh hùng đáng ca đáng khóc. Ở trong mộng, hắn chỉ là một người bình thường, hắn chung quanh ẩn núp, muốn bảo vệ người bình thường, muốn bảo vệ người nhà, muốn làm chuyện có rất nhiều. Nhưng mà, hắn cũng chỉ là một người bình thường. Ngay cả trong giấc mơ, anh ta cũng không có khả năng làm bất cứ điều gì anh ta muốn. Hắn tự mình trải qua rất nhiều bi kịch phát sinh, cuối cùng, chính hắn cũng chỉ có thể đủ đối mặt dị thú miệng to chậu máu, cô độc chết đi. Lúc này tỉnh mộng. Hạ Mặc một thân mồ hôi, quạt điện trong phòng đang lắc đầu cố gắng thổi. Hạ Mặc cúi đầu nhìn chăn bị mồ hôi thấm ướt của mình, ngẩng đầu nhìn trang trí bốn phía, hắn đột nhiên trầm mặc. Giấc mơ này không chỉ là giấc mơ. Giấc mộng này chính là một thế giới song song chân thật miêu tả, là chuyện chân thật đang phát sinh bên ngoài. Nói tóm lại, anh ta đã vượt qua, anh ta đã từng đến từ trái đất. Yên lặng, ngươi kêu to cái gì? Ngươi tỉnh rồi sao? Nghe thấy tiếng động, Hạ Mặc rời giường, dụi mắt, đi ra khỏi phòng. Mẹ, con vừa tỉnh, gặp ác mộng. Không có gì. Hạ Mặc cũng nghe mẹ nói, mới biết được, trong mộng cậu thật sự la to. Trưởng thành rồi, sao còn gặp ác mộng? Lý Lan Chi nói lời này, trong ánh mắt có chút đau lòng. Đứa con này quá yếu đuối. Thật sự là làm cho người ta lo lắng a. So ra, một nữ nhi khác, ngược lại làm cho người ta ít quan tâm không ít. Là toàn bộ học sinh ưu tú, năm nay còn đạt được trường học khen thưởng Sương Lan chiến sủng. Đây chính là phần thưởng dành riêng cho hạng nhất toàn khối. So ra, Hạ Mặc đại học cũng không có thi đậu, liền ảm đạm thất sắc không ít. Mẹ, An An đâu? Lúc này Hạ Mặc cũng hỏi em gái đi đâu. Cùng nhau đến, cũng không thấy nàng. Cô ấy à, sáng sớm đã đến trường tham gia thi đấu giao lưu, cùng mấy bạn học. Bữa sáng cũng chưa ăn. Anh vừa mới đi mua thức ăn, bây giờ làm điểm tâm cho em đi. Đúng rồi, yên lặng, có chuyện muốn nói với em một chút. Là tin tốt. Lý Lan Chi đột nhiên nhớ tới một chuyện vui, vui vẻ vội vàng nói với Hạ Mặc. Mẹ nói đi. Hạ Mặc cũng vui vẻ chờ mong, là chuyện vui gì? Hôm nay lúc mẹ đi chợ mua thức ăn, nghe dì Trương của con nói, người thuê cửa hàng nhỏ làm cửa hàng thú cưng đã đóng cửa. Mấy ngày hôm trước đóng cửa trả tiền thuê. Xem ra, người ta phải đổi nghề. Để lại không ít đồ dùng cho dì Trương của con. Dì Trương của con nghe mẹ lải nhải chuyện muốn tìm cửa hàng, liền muốn hỏi mẹ có muốn tiếp nhận hay không. Chính dì ấy cũng nói, dì ấy biết vị trí cửa hàng không tốt, nhưng dì ấy đã đồng ý nhiều năm hàng xóm, năm đầu tiên tiền thuê nhà giảm một nửa, hơn nữa không cần trả trước. Mẹ nghĩ, con vẫn luôn muốn tiếp nhận, mở cửa hàng thú cưng, mẹ liền tự chủ trương thay con đáp ứng. Hợp đồng cũng mang đến cho con thấy được không? Mở một cửa hàng thú cưng. Là nguyện vọng của hắn. Hạ Mặc đầu tiên là có chút mơ hồ, sau đó đột nhiên hiểu được, đây là tâm nguyện của Hạ Mặc lúc trước. Nhưng bây giờ cũng là tâm nguyện của Hạ Mặc. Không chỉ là bởi vì hắn bây giờ là Lý Lan Chi nhi tử, càng là bởi vì hắn không muốn trong mộng cái kia vô năng người bình thường. Như vậy đối mặt hết thảy bi kịch lại chỉ có thể bất lực trải qua, cho dù là ở trong mộng, cũng làm Hạ Mặc cảm thấy thống khổ không chịu nổi. Hắn muốn giống như người khác, mang theo thú sủng đi chiến đấu thâm uyên vũ trụ dị hình yêu thú, cho dù là chết, cũng phải chết oanh oanh liệt liệt. Nhưng là, chỉ tiếc, cổ thân thể này trước chủ nhân từ nhỏ thể yếu, linh tu thiên phú vẫn không tốt, nhất định làm không được cỡ nào cường đại chiến sủng sư. Cho nên, bộ thân thể này trước chủ nhân tâm nguyện, vẫn là mở một nhà thú sủng điếm, không làm được cường đại chiến sủng sư, liền làm bọn hắn hậu cần, vì bọn hắn tận một ít mỏng manh lực cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Tâm nguyện này rất lương thiện, rất tốt đẹp, tuy rằng Hạ Mặc bây giờ biết, hiện thực rất tàn khốc. Nhưng là, này trước đó thân thể chủ nhân tâm nguyện, lại không phải là hắn muốn làm cái chiến sủng sư, bắt đầu chân chính dung nhập thế giới này tốt nhất cắt vào điểm sao. Hạ Mặc tất nhiên là lập tức kinh hỉ nói. Mẹ, cảm ơn mẹ, đây chính là điều con muốn. Có cái này, năm nay con cái gì cũng không muốn. Đây chính là lễ vật tốt nhất con có thể nhận được trong năm nay. Nhìn con kìa, vui vẻ. Được, con vui vẻ, mẹ yên tâm. Mẹ chỉ sợ con còn nói mẹ tự chủ trương. Lại nói tiếp, mẹ cũng biết, cửa hàng dì Trương của con, vị trí thật sự không tốt. Tuy rằng sát đường không xa, nhưng là, lại là ở trong một cái hẻm nhỏ, dòng người đối mặt quá ít. Nhiều nhất chính là láng giềng phụ cận tiểu khu chúng ta. Không tiện khai thác khách hàng mới. Nhưng mà, con làm trước đi, luyện tập một chút đi. Chờ con thật sự nhập môn, mẹ thương lượng với cha, bỏ tiền ra giúp con mua một cửa hàng nhỏ, cho con coi như là có một nghề nghiệp. Sau này, có thể cưới vợ. Lý Lan Chi cười, đeo tạp về vào bếp làm bữa sáng cho Summer. Hạ Mặc cũng đã hoàn toàn không nghe được lời mẹ nói tiếp, tâm tư của cậu đều đang nhìn vào hợp đồng thuê nhà này. Trên hợp đồng, dì Trương đã ký tên, còn lại chính là chữ ký của anh. Hạ Mặc lập tức chạy vào phòng, tìm bút, trịnh trọng ký tên lên đó. Dì Trương đều là phường lão nhai, người quen cũ, cho nên, hợp đồng không cần phải một thức hai phần, dì ấy là chủ nhà, không cần hợp đồng. Hợp đồng chỉ có một phần, Hạ gia nhận là được. Sau khi Hạ Mặc ký tên, cửa hàng này chính là của Hạ Mặc. Hạ Mặc hiện tại, đang ký tên mình, Hạ Mặc. Cuối cùng một bút viết xuống, đinh. Ngài hiện tại có được một nhà thú sủng cửa hàng. Thỏa mãn hệ thống khởi động điều kiện, hệ thống lập tức khởi động bên trong. Khởi động tốn thời gian, 30s. Hệ thống đang khởi động. Mời ngài đọc thuyết minh tôn chỉ phục vụ của hệ thống này. Bổn hệ thống phục vụ tôn chỉ là phục vụ nhân loại, cường đại nhân loại thú sủng chiến sĩ, chống cự vượt sâu dị thú xâm lấn. Cho nên, bản hệ thống thiết lập từ đầu đến cuối mục đích, không vì lợi nhuận. Cho nên, tất cả những gì cửa hàng này bán, bao gồm tất cả dịch vụ cung cấp, đều là bình giá. Nhưng là, hệ thống cũng hiểu được, vì tiếp tục phát triển, ký chủ bản thân cũng muốn tại thị trường sinh tồn, cho nên, hệ thống cũng sẽ để ký chủ tiến hành một ít cần thiết lợi nhuận. Đồng thời, ký chủ cũng là hệ thống cần phục vụ, thậm chí là chủ yếu nhất phục vụ đối tượng, không có một trong. Bản hệ thống vì ký chủ cung cấp như sau chủ yếu phúc lợi. Tại ký chủ kinh doanh hạ, thú cưng điếm mỗi lần bán ra hàng hóa hoặc là cung cấp dịch vụ đạt được doanh thu ngạch, lấy nguyên làm đơn vị, hướng ký chủ phát ra đẳng lượng điểm tích lũy. Tỷ như, hôm nay trong điếm doanh thu ngạch là 1.000 nguyên, như vậy, ký chủ đem thu được số lượng là 1.000 hệ thống điểm tích lũy. Hệ thống điểm tích lũy, có thể ở khu thương mại điểm tích lũy đổi các loại vật phẩm liên quan đến chiến sủng, ký chủ có thể tự dùng hoặc bán ra, chiếm được đều là ký chủ sở hữu. Hệ thống sẽ không tham gia. Hệ thống còn đối với ký chủ cung cấp điểm tích lũy đổi lấy tiền mặt dịch vụ, phòng ngừa ký chủ có hiện thực cuộc sống khó khăn, khó có thể khắc phục, ảnh hưởng bổn hệ thống thành lập lâu dài đại kế. Hệ thống cung cấp điểm tích lũy đổi lấy tiền mặt dịch vụ, tỷ lệ đổi là mỗi 100 điểm tích lũy đổi lấy 30 nguyên. Không thể đảo ngược đổi. Tức là, tiền mặt không thể đổi thành điểm tích lũy. Hệ thống nghiêm cấm đầu cơ thực hiện thanh toán hóa đơn, tăng doanh thu, sau đó đổi điểm và đổi thành tiền mặt. Một khi bị phát hiện, hệ thống sẽ đưa ra hình phạt nghiêm khắc. Hạ Mặc nhận được tin tức này, nhất thời sửng sốt, trong lòng nhất thời không tự chủ được vui vẻ. Quả nhiên, nên tới vẫn là tới. Chỉ là như thế nào cũng không nghĩ tới, nó đến, chính thức phát động điều kiện là hắn phải có được một nhà thú sủng điếm. Bây giờ nó đã đến, Hạ Mặc trong lòng càng thêm yên tâm. Vốn là, Summer còn lo lắng, hắn dù sao đến từ một thế giới khác, không có tương quan tri thức cùng kinh nghiệm, xử lý không tốt thế giới này thú sủng điếm đâu. Hiện tại nó thật sự đã đến, Hạ Mặc trong lòng nhất thời liền có lòng tin. Hệ thống khởi động hoàn tất. Ngươi chính thức thăng chức thú sủng điếm chủ tiệm. Linh sủng chuyên gia hệ thống chính thức hướng ngài phát ra chúc mừng. Ngài đạt được hệ thống chúc mừng chủ tiệm khai trương lễ. Ngài mở ra chủ tiệm khai trương lễ, ngài thu được thú sủng điếm cơ bản thương phẩm x30, ngài thu được thú sủng bồi dưỡng không gian một cái, ngài thu được thời hạn thạch linh khôi lỗi chiến sủng một cái, thực lực cấp 9, sủng vật tồn tại thời hạn 30 ngày. Hết chương này. Chương 2. 2. Tìm tới cửa khách hàng. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Chương 2. Chương 2. Tìm tới cửa khách hàng. Trời ạ! À. Cho dù vừa mới đi tới thế giới này không đến 2 ngày, Summer đối với thế giới này còn không đủ hiểu rõ, đều là đối với phần này chủ tiệm lễ khai trương thâm hậu cảm thấy rất là khiếp sợ. Để cho hắn cảm thấy khiếp sợ chính là, khai trương lễ bên trong ban thưởng cho hắn thạch linh khôi lỗi chiến sủng, thực lực dĩ nhiên là cấp 9. Gần với cảnh giới vương thú. Mà vương thú đã là đủ để cho thế giới này chiến sủng sư cảm thấy run rẩy khủng bố tồn tại. Một con vương thú xuất hiện ở căn cứ thành thị chung quanh, cũng đủ để cho cả tòa thành thị tiến vào khủng hoảng trạng thái, tiến vào cấp 1 chiến đấu chuẩn bị. Nhưng, hắn hiện tại, liền có như vậy một cái, thực lực cảnh giới vẹn vẹn là so với vương giả kém một cái cảnh giới cửu giai chiến sủng, đối với bất luận kẻ nào mà nói, cái này chiến sủng, đều đủ cường đại. Cho dù, nó là một giới hạn thời gian, Hạ Mặc cũng cảm thấy thỏa mãn. Cho không, còn có cái gì không biết đủ. Hạn chế thời gian, cũng tốt hơn không có. Dù sao cũng là chiến sủng cấp 9. Hệ thống quả nhiên có lực. Vốn Hạ Mặc thân là đến từ một thế giới khác người, đối với hệ thống liền đặc biệt có lòng tin, hiện tại, xem qua cái này hệ thống cho mới chỉ là chủ tiệm khai trương lễ tự như vậy có lực, Hạ Mặc đối với hệ thống liền càng thêm có lòng tin, gần như vô cùng lòng tin. Có chiến sủng cấp 9 này, hắn có thể làm rất nhiều chuyện a. Cho dù là đi khai hoang chi địa mạo hiểm, hắn cũng có vốn liếng. Mẹ, con đến cửa hàng thú cưng xem trước. Bữa sáng làm xong, mẹ cứ để đó đi. Lát nữa con về ăn. Hạ Mặc nóng lòng đi xem cửa hàng trước. Chìa khóa, chìa khóa. Mẹ đeo tạp về đuổi theo, vội vàng đưa chìa khóa cửa hàng lấy được từ chỗ dì Trương cho Hạ Mặc. Cảm ơn mẹ. Hạ Mặc lúc này mới vỗ đầu, nhớ tới chuyện quên chìa khóa. Không có chìa khóa, đi cũng không mở được cửa tiệm. Nhờ có sự nhắc nhở kịp thời của mẹ. Một tiếng cảm ơn mẹ, cầm lấy chìa khóa, Hạ Mặc thay giày, mở cửa chạy ra ngoài. Đứa nhỏ này, nóng vội như vậy. Hiếm khi thấy hắn để ý đến một chuyện như vậy, xem ra, hắn thật sự thích mở cửa hàng a, ta đây chuyện này, thật đúng là làm đúng. Nhìn thấy Hạ Mặc thích mở cửa hàng như vậy, mẹ Lý Lan Chi cũng vui vẻ. Cô thật sự sợ Hạ Mặc sau khi quyết định không lên đại học, nghẹn ở nhà, thân thể gầy yếu cùng cá tính hướng nội của anh sẽ nghẹn ra bệnh. Cửa hàng của dì Trương, Hạ Mặc đâu chỉ biết, cơ hồ mỗi ngày đều phải đi qua. Ngay dưới lầu không xa, trong hẻm nhỏ cách đó tối đa 200 mét. Con hẻm này chỉ có thể cho ô tô miễn cưỡng đi qua, nhưng mà, bình thường cũng đều không qua được ô tô. Bởi vì, cửa hàng hai bên đều bày ra một ít đồ lặt vặt, sẽ chen lấn chiếm một ít ven đường, vậy thì không qua được ô tô, bình thường cũng chỉ qua hàng xóm và xe máy đi bộ ra ngoài mua thức ăn. Hạ Mặc đối với nơi này quen thuộc không thể lại quen thuộc, nhưng là, hiện tại hắn có một cửa hàng, giờ này khắc này, lại nhìn về phía nơi này, quen thuộc địa phương, cũng cảm giác bất đồng. Quen thuộc xa lạ, Hạ Mặc nở nụ cười, nhớ tới từ này. Sau đó, lấy chìa khóa ra và mở cửa. Siêu phàm thú sủng điếm, mỗi ngày đi ngang qua địa phương. Rầm rầm, tiếng chìa khóa vang lên. Cửa Hạ Mặc còn chưa mở ra, đã nghe thấy bên cạnh có người nói chuyện. Lam Thanh, cửa hàng thú cưng mở cửa. Cậu đừng lo lắng, tôi giúp cậu lý luận với hắn. Vĩnh Nhi, hay là đừng. Tiểu Bạch cũng không có chuyện gì quan trọng. Chúng ta là con gái, chúng ta đừng chịu thiệt. Lam Thanh, ngươi càng thiện lương như vậy, người khác lại càng ức hiếp ngươi. Không được, hôm nay, ta không thể cứ như vậy quên đi. Ta cũng thích tiểu bạch của ngươi, lần này coi như ta thay tiểu bạch đòi công đạo. Ông chủ, ông không nhận ra tôi chứ? Nhưng mà, ông đừng nói ông không nhận ra con cáo trắng bạc này, còn có cô ấy. Lúc trước, con cáo trắng bạc này gửi nuôi ở chỗ ông, sau khi lấy về, liền xảy ra vấn đề. Đến cửa hàng thú cưng khác, cho người ta xem. Người khác nói ông đây là cho tiểu bạch ăn thức ăn vật nuôi kém chất lượng trộn lẫn hương vị phụ gia, hiện tại tạo thành tiểu bạch của chúng tôi xảy ra vấn đề. Ông có nên cho chúng tôi một câu trả lời thỏa đáng hay không? Một cô gái, hình như thật xinh đẹp, mặc đồng phục học sinh, vẫn là học sinh trường cũ của Hạ Mặc, hiện tại đang chống nạnh, bộ dáng muốn cãi nhau với người ta. Một cô gái bên cạnh, chính là Văn Tĩnh Hơn, rụt rè, nhìn Hạ Mặc một chút, sau đó len lén kéo cô gái này nói. Dĩnh Nhi, hình như hắn không phải ông chủ nơi này. Lần trước ông chủ tiệm này là một người đàn ông trung niên hói đầu. Không phải hắn. Vậy cũng có thể là con trai hắn có thể lấy chìa khóa mở cửa, khẳng định là không sai rồi. Trước cửa hàng khách hàng cùng phục vụ thú sủng xuất hiện vấn đề. Tuy rằng đây không phải vấn đề của ngài, nhưng là, bởi vì bản hệ thống thành lập ước nguyện ban đầu, chính là vì phục vụ tất cả chiến sủng sư cùng chiến sủng, cho nên, mời ngài vẫn là hỗ trợ giải quyết vấn đề này. Hệ thống có thể đối với ngài tiến hành khen thưởng. Nghe được hệ thống nói như vậy, Summer cười cười, thầm nghĩ, hắn vốn cũng không có ý định khoanh tay đứng nhìn a. Kỳ thật, vừa mới nghe hai cô gái đối thoại, Hạ Mặc chính là đại khái hiểu được xảy ra vấn đề gì. Chính là Ngân Bạch Hồ của nữ hài tử nhút nhát này lúc trước gửi nuôi ở chỗ này, xảy ra vấn đề. Hiện tại, người khác tìm đến. Tuy rằng, theo lẽ thường mà nói, đây là trước cửa hàng này chủ tiệm vấn đề, cùng hắn không quan hệ, nhưng là, Summer tâm tính cũng không nghĩ như vậy. Hạ Mặc cảm thấy, cho dù là đi ngang qua, biết chuyện như vậy, vươn tay giúp đỡ cũng không sao. Huống chi bây giờ mở cửa hàng, đây không phải là cơ hội tốt để kéo khách hàng trung thành đầu tiên xuống sao. Tâm tính không giống nhau, nhất định góc độ nhìn vấn đề sẽ không giống nhau. Thái độ phục vụ con người thì khác. Hạ Mặc thản nhiên nói. Vào trước nói đi. Cửa này chết khó mở, có chút rỉ sét, Hạ Mặc sức yếu, thế nhưng mở không ra. Sao cậu lại ngốc như vậy, vẫn là nữ sinh dễ kích động bên cạnh kia lại đây cùng nhau hỗ trợ, cùng Hạ Mặc dùng sức một chút mới mở cửa phòng. Bên trong loạn hỏng bét, đóng gói túi giấy vụn đầy đất, tạm thời gửi nuôi thú cưng trong lồng sắt, đều là trống trơn. Khó trách, ngươi như vậy không giữ thành tín, như vậy cửa hàng, sớm muộn mở không nổi. Lam Thanh, về sau đừng tìm như vậy cửa hàng, căn bản cũng không có một chút thực lực, sẽ hãm hại lừa gạt. Hạ Mặc cùng nữ sinh kia đều không có tranh luận. Hạ Mặc cũng nhìn quanh cửa hàng này, xem qua tình hình đại khái của cửa hàng này, cảm thấy so với tưởng tượng của hắn còn dơ giấy bẩn thỉu hơn, xem ra phải mất một ngày quét dọn một chút. Còn có bảng hiệu cửa hàng cũng phải đổi một chút. Nhìn thấy trong cửa hàng còn lưu lại cái bàn mà chủ tiệm tiền nhiệm không cần, liền đặt ở cửa, vừa vặn thích hợp, Hạ Mặc chính là đem chìa khóa buông xuống trước, sau đó ngồi xuống gọi nữ sinh rụt rè, ông Ngân Bạch Hồ tới. Ngân Bạch Hồ của ngươi là tìm cửa hàng thú cưng khác xem qua đúng không? Bọn họ nói như thế nào? Có thể tin sao? Đương nhiên là có thể tin. Đó là chủ quán mà ta tín nhiệm. Ta thường xuyên đi. Bọn họ đều là nhân viên bồi dưỡng thú sủng chính thức. Bọn họ nói, tiểu bạch này chính là do các ngươi cho ăn đồ ăn kém chất lượng gây náo loạn, hiện tại không thèm ăn nữa. Ngươi nói, việc này, ngươi làm sao bây giờ? Lại là nữ sinh kích động giành nói trước. Hết chương này. Chương 3. 3. Điểm tích lũy ban thưởng. Hệ thống thương thành cùng chiến sủng bồi dưỡng không gian. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Chương 3. 3. Điểm thưởng. Hệ thống thương thành cùng chiến sủng bồi dưỡng không gian. Nữ sinh nhút nhát kia cũng gật đầu theo, ông Ngân Bạch Hồ, tỏ vẻ sự tình đại khái chính là như vậy. Hạ Mặc sau khi nghe xong, nói. Nếu vị mỹ nữ này nói như vậy, ta tạm thời tin tưởng phán đoán của cửa hàng kia, Ngân Bạch Hồ này chỉ là bởi vì ăn khẩu phần ăn kém chất lượng, tạm thời không thèm ăn, tinh thần uể oải. Bất quá, để đảm bảo, cũng là vì chịu trách nhiệm với các ngươi, ta đề nghị các ngươi tạm thời gửi nuôi Ngân Bạch Hồ ở ta mấy ngày nay, ta quan sát một chút. Xác định không có vấn đề, ta sẽ trả lại cho ngươi. Mặt khác, ngươi lưu lại một phương thức liên lạc, nếu như trong lúc này Ngân Bạch Hồ này xảy ra vấn đề gì, ta kịp thời nói chuyện với các ngươi. Còn muốn đem Tiểu Bạch giao cho các ngươi à, các ngươi cái này không có lương tâm hắc điếm, các ngươi đều uy chiến sủng thấp kém khẩu phần ăn, ngươi còn muốn để cho chúng ta đem Tiểu Bạch giao cho ngươi. Đầu của ngươi là nghĩ như thế nào? Cho rằng chúng ta vô tâm vô phế à, ngươi không đau lòng Tiểu Bạch tại chỗ của ngươi ăn rác rưởi khẩu phần ăn, ta còn đau lòng đây. Không được, tuyệt đối không đáp ứng. Ngươi phải cho chúng ta một lời giải thích. Bằng không, không đáp ứng, cái kia dễ dàng kích động nữ sinh, hùng hổ nói. Nữ sinh nhút nhát kia nghe xong lời của nữ sinh này, cũng có vẻ khó xử, cúi đầu nhìn Ngân Bạch Hồ tinh thần uể oải trong lòng mình vài ngày cũng không có ăn cái gì, đau lòng không thôi. Ủy khuất ba ba, cũng sắp rơi lệ. Cái này ngươi yên tâm, trong tiệm của ta sủng vật khẩu phần ăn tuyệt đối không có vấn đề. Hạ Mặc không có nhiều lời, nhớ tới chính mình vừa mới được hệ thống cho mở cửa hàng lễ bên trong liền có sủng vật khẩu phần ăn, hắn lập tức lấy ra một túi đến, tại chỗ mở ra, chính mình ăn cho hai vị cô nương xem. Khẩu phần ăn chiến sủng này, cùng thức ăn cho chó của thế giới trước hoàn toàn không giống nhau. Bởi vì chiến sủng không chỉ là sủng vật, càng là cùng chiến sủng sư sống vai chiến đấu chiến sĩ, bọn họ thậm chí so với nhân loại còn muốn xung phong ở phía trước, đối mặt sinh tử chém giết, cho nên khẩu phần ăn của bọn họ tuyệt đối là nhân loại cấp thực phẩm. Người, tự nhiên có thể trực tiếp ăn. Cũng không cần có bất kỳ chướng ngại tâm lý nào. Summer cũng là lần đầu tiên ăn cái này, cảm giác giống như là đang ăn bánh bích quy nén, nhưng mà, so với cái kia ăn ngon hơn nhiều. Cũng không biết chỉ là hệ thống thưởng cho sủng vật của hắn khẩu phần ăn phẩm chất tốt, mới có thể ăn ngon như vậy đây, hay là chỉ cần là khẩu phần ăn sủng vật đạt tiêu chuẩn đều là tư vị tốt này. Thấy Hạ Mặc tại chỗ ăn sủng vật khẩu phần ăn, tự chứng minh trong sạch, coi như là cái kia kích động nữ sinh, cũng là thoáng cái không biết nên nói cái gì cho phải. Cô lập tức thương lượng với nữ sinh nhút nhát bên cạnh, nhưng mà, nữ sinh kia, ông Ngân Bạch Hồ thật chặt, tựa hồ vẫn luyến tiếc. Thấy sự tình có thể vẫn muốn vàng, Hạ Mặc lập tức chủ động đứng ra nói. Anh không yên tâm gửi nuôi nó, tôi có thể hiểu được. Nhưng mà, anh phải biết rằng, nếu nó thật sự còn có vấn đề khác, anh giữ nó ở nhà, ngược lại chính là hại nó. Ở chỗ tôi, nó sẽ được chăm sóc tốt nhất. Xin anh nhất định chăm sóc Tiểu Bạch thật tốt. Lời này của Hạ Mặc hiển nhiên có tác dụng, cô gái này cũng lo lắng Tiểu Bạch Hồ này sẽ có vấn đề khác, mới nguyện ý giao Tiểu Bạch cho Hạ Mặc thoạt nhìn có chút chuyên nghiệp chăm sóc. Hạ Mặc hai tay tiếp nhận Tiểu Bạch Hồ, cẩn thận lại nhẹ nhàng trong lòng thú cưng, tiếp theo mới nói với nữ sinh này. Cái này cô có thể hoàn toàn yên tâm. Nhà tôi ở gần đây, phía đông không xa, tòa nhà thứ hai. Tôi tên Hạ Mặc. Xảy ra vấn đề, tôi chạy được hòa thượng, chạy không được miếu. Mặt khác, đây là số điện thoại của tôi, chúng ta thêm số điện thoại cho nhau. Có vấn đề, tôi và cô kịp thời liên lạc. Hạ Mặc thao tác như vậy, nhất thời khiến cô gái kia càng cảm thấy an tâm. Vốn là sẽ không cho tùy tiện cho người ngoài nàng một cái nữ sinh số thông tin, giờ phút này, nàng đều là cùng Summer lẫn nhau thêm vào số thông tin. Như vậy, nàng cũng yên tâm. Số thông tin đều là tên thật chứng thực, chỉ cần có Summer số thông tin, thật xảy ra vấn đề, sẽ không sợ hắn chạy trốn. Tiểu Bạch xin nhờ đại ca ca. Cho dù như vậy, nữ sinh nhút nhát đều có chút không yên lòng, trước khi đi vẫn liên tục nhờ Hạ Mặc chăm sóc Tiểu Bạch thật tốt. Hạ Mặc cũng là miệng đầy đáp ứng, tự mình đưa cô ra cửa. Đưa mắt nhìn cô và cô gái dễ kích động kia cùng rời đi, sau đó mới trở lại cửa hàng. Đinh. Ngài thành công làm cho khách hàng yên tâm lưu lại Tiểu Bạch, gửi nuôi một ít thời gian, để quan sát. Hành vi xuất sắc của ngài, hoàn toàn phù hợp với ước nguyện ban đầu của hệ thống này. Hành vi của ngài nên được khen thưởng. Ngài đạt được 300 điểm thưởng. 300 điểm tích lũy. Dựa theo 100 điểm tích lũy có thể đổi 30 nguyên tính toán, hắn cửa hàng này còn không có khai trương, cũng đã có 90 nguyên thu vào. Đó chắc chắn là một dấu hiệu tốt. Tuy rằng Hạ Mặc không ham đại phú đại quý, nhưng mà, để cho sự nghiệp mở cửa hàng trở thành nguồn chi tiêu gia đình sau này, giảm bớt gánh nặng cho mẹ, vì em gái thanh toán học phí các loại hóa đơn, đây là tâm nguyện của Hạ Mặc. Cho nên, mở cửa hàng bình giá, kiếm tiền cũng phải kiếm. Có thể kiếm ít một chút mà. Không nên món lại kết xù là được. Bây giờ anh có muốn đổi tiền mặt không? Không đổi. Hạ Mặc thản nhiên cười nói, không vội đổi. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, điểm tích lũy ngoại trừ đổi tiền mặt, còn có thể mua đạo cụ thú sủng ở khu thương mại điểm tích lũy. Mở trung tâm thương mại điểm tích lũy ra. Điểm ấy Hạ Mặc không quên, giờ phút này, cũng tò mò muốn nhìn thoáng qua trung tâm thương mại điểm tích lũy có những thứ gì. Khu thương mại đã mở ra. Hệ thống ngay lập tức hoạt động cho Summer. Hạ Mặc lập tức nhìn thấy giao diện khu thương mại. Cái này quen thuộc trung tâm thương mại giao diện, bổ sung mua sắm trên mạng bình thường, ở kiếp trước tất nhiên là thấy nhiều, tự nhiên sẽ không xa lạ. À, đồ đạc không ít à, cũng không đắt. Hạ Mặc tùy tiện lật vài trang, thấy hàng hóa rực rỡ muôn màu lật trang vẫn không đến cùng, nhất thời giật mình thật sự là không ít. Hệ thống thành lập ước nguyện ban đầu chính là phục vụ đại chúng, cho nên hết thảy định giá đều là bình giá. Hệ thống như vậy trả lời Summer cảm thán. Ừ, điểm tích lũy có thể đổi nhiều đồ như vậy, rất có tác dụng. Về sau điểm tích lũy cũng đủ nhiều, có thể dùng ở chỗ này đổi hàng hóa, dùng để cường hóa chiến sủng Sương Lan mới được của mùi mùi ta. Cho nên, điểm tích lũy hệ thống sau này, không có tình huống đặc thù, ta sẽ không đổi tiền mặt. Được. Nghe Hạ Mặc nói như vậy, hệ thống tựa hồ đặc biệt tán thưởng. Tuy rằng hệ thống không có biểu tình, nhưng là, Summer giống nhau cảm giác được. Chẳng lẽ là ảo giác? Ta phải làm sao chiếu cố tiểu bạch hồ này? Đóng lại hệ thống trung tâm thương mại giao diện, Hạ Mặc nóng lòng làm sao trị liệu này tinh thần uể oải như thế tiểu bạch hồ đứng lên. Quét hệ thống. Một đạo quang mang nhu hòa màu xanh biếc lập tức chậm rãi quét qua thân thể tiểu bạch hồ, giống như đang chụp cộng hưởng từ. Cảnh tượng này, người đi qua bệnh viện, tự nhiên cũng sẽ không xa lạ. Trải qua hệ thống quét hình, hệ thống xác nhận Ngân Bạch Hồ chỉ là ăn không ngon miệng, tinh thần uể oải, chỉ cần nhiều nước uống, một lượng nhỏ thức ăn phục hồi có thể tự mình khôi phục. Không cần tiến hành trị liệu linh dược. Nhưng là, đề nghị ký chủ đem Ngân Bạch Hồ thu vào chiến sủng nuôi dưỡng không gian, hệ thống nuôi dưỡng không gian, có được thời gian chậm phát hành hiệu quả. Chậm phát hành hiệu quả, 1/24. Bên ngoài 1 giờ thời gian, bên trong chậm phát hành thời gian là 1 ngày 24 giờ. Như vậy, ở bên ngoài rất ngắn thời gian, chiến sủng có thể tại nuôi dưỡng không gian được đầy đủ nghỉ ngơi cùng khôi phục. Hơn nữa, chiến sủng nuôi dưỡng không gian còn có thể nuôi dưỡng và huấn luyện chiến sủng, nâng cao chiến lực chiến sủng. Ký chủ có hay không tiếp nhận hệ thống đề nghị, đem Ngân Bạch thu vào chiến sủng không gian? Chấp nhận. Nghe được đem thu nhập chiến sủng bồi dưỡng không gian đối chiến sủng có nhiều chỗ tốt như vậy, Summer lập tức vui vẻ đồng ý. Ngài lựa chọn, đặc biệt phù hợp hệ thống thành lập ước nguyện ban đầu, ngài lần nữa thu hoạch được 100 hệ thống điểm tích lũy khen thưởng, mời không ngừng cố gắng. Summer nhất thời có chút buồn cười, đây xem như hệ thống đối với nhân phẩm của hắn một lần ẩn tàng thức khảo hạch sao. Thú vị. Hết chương này. Chương 4. 4. Làm việc tốt thường gian nan. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Chương 4. Chương 4. Chuyện tốt nhiều rắc rối. Ngày hôm nay, Hạ Mặc thật sự là bận rộn. Thu dọn trong tiệm, liên hệ với cửa hàng quảng cáo, chế tác bản hiệu mới, cửa hàng thú cưng giá rẻ. Lúc đặt tên, Hạ Mặc cũng từng rối rắm. Nhưng là, đột nhiên nghĩ đến, nếu hệ thống vẫn nói thành lập ước nguyện ban đầu chính là phục vụ đại chúng, hết thảy thú sủng tương quan vật phẩm bình giá bán ra, cái này cửa hàng tên không phải dễ định rồi sao? Liền định cửa hàng thú cưng giá rẻ. Tuy rằng cái này cửa hàng tên rất không có sáng tạo, cũng có chút không phù hợp trào lưu, nhưng là, Hạ Mặc nghĩ đến chính mình mặc tiền cửa hàng vị trí, còn có phục vụ đối tượng chính là phụ cận láng giềng hàng xóm, như vậy, gọi cái tên này, liền thập phần thân dân. Tôi rất hài lòng với tên cửa hàng này. Hôm nay thu dọn trong tiệm, ngày mai chuẩn bị khai trương, cho nên, hôm nay Hạ Mặc vô cùng bận rộn, mẹ Lý Lan Chi cũng tới hỗ trợ. Nếu không phải Hạ An An, cũng chính là Hạ Mặc chi muội, buổi trưa ở trường học giao lưu thi đấu còn không có xong, ngay tại trường học ăn, không có trở về, hiện tại nàng còn không biết ca ca mở thú sủng điếm sự tình, bằng không, nàng nhất định cũng sẽ tới hỗ trợ. Buổi chiều, ra ngoài trở về, vẫn là thật sự không yên lòng Ngân Bạch Hồ, thiếu nữ Tô Lam Thanh cố ý sớm trở về, muốn đi ngang qua thú sủng điếm thời điểm, có thể nhìn xem Tiểu Bạch tình hình hiện tại. Nhưng là, lần nữa đi tới thú sủng điếm trước, lại là phát hiện thú sủng điếm đã đổi chiêu bài. Nhất thời kinh hãi, tưởng Hạ Mặc mang theo Tiểu Bạch của cô chạy trốn. Cô nhất thời kinh hãi lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi điện thoại cho Hạ Mặc, trong lòng cầu nguyện nhất định phải có thể kết nối, ngàn vạn lần không nên là thật sự chạy trốn. Nếu không, cô đi đâu tìm Tiểu Bạch của cô? Điện thoại mới vang lên 2 tiếng, lập tức bắt máy. Xin chào. Alo, ông chủ, cửa hàng của anh đổi bản hiệu rồi à? Nếu chạy trốn, điện thoại chắc đã tắt máy từ lâu rồi, tránh bị người ta định vị. Lúc này điện thoại vậy mà còn có thể kết nối, thiếu nữ Tô Lam Thanh trong lòng lo lắng, mới là thoáng cái thiếu vài phần. Nhưng là, tại sự tình không có được cuối cùng chân chính xác trước khi, thiếu nữ trong lòng vẫn là khó có thể an tâm. Chẳng lẽ, anh trai anh? Thiếu nữ Tô Lam Thanh còn chưa nghe được giọng Hạ Mặc, đã nghe được giọng của một cô gái. Chắc là em gái anh ta, Tô Lam Thanh nghĩ. Mặc dù là có chút bị người hiểu lầm đi điền, nhưng là Tô Lam Thanh cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy Hạ Mặc nếu như có một mùi mùi, liền càng thêm đáng tin. An An, em đừng làm rộn. Là khách hàng gọi đến, lo lắng cho Tiểu Bạch Hồ của cô ấy. Anh qua một bên nói. Nói xong, mang theo điện thoại đi qua một bên, Hạ Mặc mới nói với Tô Lam Thanh. Là nữ sinh buổi sáng đi. Yên tâm, Ngân Bạch Hồ của em khỏe mạnh. Bây giờ đã khuya rồi, anh đã đóng cửa về nhà. Nếu em cảm thấy lo lắng, sáng mai lại đến cửa hàng thăm Tiểu Bạch Hồ của em. Được, được. Cảm ơn ông chủ. Thấy Hạ Mặc không phải chạy trốn, Tô Lam Thanh cũng yên tâm, hoảng hốt nói vài câu tốt, chỉ cúp điện thoại lung tung. Tiểu Bạch. Tô Lam Thanh ngượng ngùng gọi Hạ Mặc đêm khuya còn tới mở cửa, cho nên, giờ phút này đành phải cách cửa, cho dù biết cái gì cũng không nhìn thấy, cũng là nhìn một hồi lâu, mới không nỡ rời đi. Anh, cửa hàng của chúng ta, ngày mai mới khai trương, anh đã có một khách hàng rồi sao? Em gái Hạ An An nghe nói việc này, tỏ vẻ rất vui mừng. Về điểm này, mẹ Lý Lan Chi cũng muốn khen ngợi Hạ Mặc nói. Còn không phải đều là tài ăn nói của anh trai con sao? Nghe nói cô gái kia vốn là tới tìm chủ tiệm lòng dạ hiểm độc trước tính sổ. Nhưng mà, không biết anh trai con nói như thế nào với cô gái nhỏ người ta, cô gái nhỏ người ta lại yên tâm giao con cáo trắng cho anh trai con chăm sóc. À, anh, không nhìn ra à, anh như vậy sẽ lừa dối tiểu cô nương à, mùi mùi làm mặt quỷ tỏ vẻ trước kia thật không có nhìn ra Hạ Mặc là sói xám lớn. Các người cứ nói đùa tôi đi. Dù sao tôi chưa khai trương đã có một vụ làm ăn, làm tốt, liền kéo đến một khách hàng trung thành. Trong lòng tôi cao hứng. Hôm nay các người nói tôi thế nào, tôi đều cao hứng. Hạ Mặc cười nói. Đúng vậy, đúng vậy. Hôm nay anh trai em thật sự lợi hại. Em gái Hạ An An từ phía sau kiển chân khoác vai anh trai vui vẻ nói. Là thật lòng cảm thấy ca ca hôm nay, thật sự không uất ức, rất lợi hại. Đúng vậy, làm ăn chính là như vậy. Khởi đầu khó khăn, nhưng mà, có khách quen, phía sau sẽ trở nên dễ dàng. Mặc Nhi, ngươi cố lên đi. Chúng ta đều ủng hộ ngươi. Tuy rằng, Nhi tử còn lâu mới xuất sắc bằng nữ Nhi, nhưng mà, làm được trạng nguyên không phải sao. Chỉ cần con trai mở cửa hàng tốt, trong mắt bà cũng là thành công. Thanh Nhi, lúc con trở về, có đi ngang qua đầu phố không? Ở đầu phố mới mở một cửa hàng thú cưng. Mẹ nói cho con biết, sau này con không nên ghé thăm cửa hàng đó. Hôm nay mẹ nghe mấy dì hàng xóm nói, cửa hàng đó là con trai dì Lý ở lầu 2 mở. Đứa bé kia tên là Hạ cái gì? Nghe nói người kia không được à, vừa tốt nghiệp đại học cũng không thi đậu. Không bằng em gái nhà anh ta, đó là rất có thiên phú. Năm nay vừa mới nhận được phần thưởng học tập hạng nhất, nhận được một con sương lan. Đến giờ cơm tối, trên bàn cơm Tô gia, nghe mẹ thuận miệng nói việc nhà, mẹ còn chưa nói xong, Tô Lam Thanh đột nhiên chạy ra khỏi nhà. Đứa nhỏ này làm sao vậy? Mẹ Tô nhất thời u oán. Ông Tô đột nhiên thở dài nói. Con nói con, lúc ăn cơm nói cái này làm gì? Con không biết, Tiểu Bạch của Thanh Nhi hiện tại đang gửi nuôi trong cửa hàng kia. Hơn nữa, con không nên nói xấu người sau lưng. Cho dù người ta không lên đại học, nhưng điều này không có nghĩa là người ta không có năng lực mở một cửa hàng thú cưng. ta đây không phải nghe nói tới sao? Hơn nữa, là thật không có thi đậu đại học nha. Mẹ Tô cũng có chút hối hận, không nên sau lưng nói người không tốt. Đại ca ca, anh có thể ra ngoài không? Em đang ở dưới lầu nhà anh. Lại nhận được điện thoại của Tô Lam Thanh, Hạ Mặc chính là cảm giác được, nhất định là cô gái này nghe nói cái gì, trong lòng lại lo lắng, mới là sẽ sốt ruột như vậy đêm khuya tự mình chạy tới dưới lầu nhà hắn. Tuy rằng Hạ Mặc không có nghĩa vụ phối hợp với người khác trong giờ tan tầm, nhưng nghĩ đến cấp bách, Hạ Mặc vẫn thay giày, nói với mẹ một tiếng, có chút việc ra ngoài một chút, chính là ra ngoài xuống lầu. Thấy Hạ Mặc xuống lầu đi ra, Tô Lam Thanh lập tức cúi đầu thi đại lễ với Hạ Mặc. Không có lỗi, đại ca ca, anh có thể trả Tiểu Bạch lại cho em trước không? Anh yên tâm, phí gửi nuôi, em trả theo 3 ngày, được không? Thiếu nữ này sốt ruột như thế, gấp đến mức nguyện ý bỏ nhiều tiền, cũng làm Hạ Mặc cảm thấy rất có lỗi. Ngươi đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi lấy Tiểu Bạch. Tiền không có tiền, thật sự không quan trọng. Quan trọng là, ngươi đừng khóc. Ngươi xem ngươi, không có chuyện gì lớn là không giải quyết được. Tiểu Bạch ở chỗ ta, cũng thật sự rất tốt. Ngươi đừng nóng vội, vừa nhìn, ngươi liền hiểu. Vâng, cảm ơn đại ca. Tô Lam Thanh lúc này mới phát hiện mũi cô đang nức nở, bất tri bất giác rơi lệ. Thật sự là Tiểu Bạch đối với nàng mà nói quá quan trọng, nàng chịu không nổi dù là một tia sơ suất. Đối với nàng gấp gáp như vậy, đêm hôm khuya khoắt cũng nguyện ý xuống lầu đáp ứng yêu cầu vô lý của nàng, suốt đêm lấy đi đại ca ca của Tiểu Bạch, nàng thật sự cảm thấy rất có lỗi. Hết chương này. Chương 5. 5. Thu hoạch được cái thứ nhất trung thực khách hàng. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Chương 5. Đạt được cái thứ nhất khách hàng trung thành. Rầm rầm, mở cửa tiệm, bật đèn, cửa hàng nho nhỏ, thoáng cái sáng lên. Ban đêm đen kịt, ánh đèn này dường như cũng trở nên có thể sưởi ấm lòng người. Trong lòng Tô Lam Thanh cảm thấy càng thêm an ổn. Bất giác chính là phát hiện hoàn cảnh trong tiệm không giống với buổi sáng, chẳng những bài trí có chút thay đổi, cũng càng thêm sạch sẽ cùng sạch sẽ. Tô Lam Thanh thoáng cảm thấy Hạ Mặc cần cù. Đại ca ca, ngươi là mới mở cửa hàng, ngươi buổi sáng như thế nào không nói a? Ngươi không nói, chúng ta cũng không biết, chúng ta hiểu lầm ngươi. Còn tưởng rằng ngươi là đời trước lòng dạ hiểm độc chủ tiệm người nhà đâu. Tô Lam Thanh thật là cảm thấy điểm này rất kỳ quái. Không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là cảm thấy, quan trọng nhất là, Tiểu Bạch của cậu có người chuyên nghiệp chăm sóc tốt nhất. Hạ Mặc cười trả lời một câu, sau đó nói. Tiểu Bạch ở phòng nuôi dưỡng, tôi đi lấy giúp cậu. Cậu chờ một chút. Phòng nuôi dưỡng. Đi vào phòng đào tạo, chẳng phải là tiến hành đào tạo chiến sủng sao? Ừ, đại ca ca, anh còn giúp em nuôi Tiểu Bạch. Nhưng mà, em không chỉ gửi nuôi sao? Tô Lam Thanh chợt cảm thấy ngạc nhiên. Trong lòng cũng bắt đầu lo lắng, không biết hóa đơn này sẽ là bao nhiêu. Nhiều, cô sợ cô không cho nổi. Nhưng là, trong lòng cũng có chút kỳ vọng, này Summer thoạt nhìn rất tốt, hẳn là không phải là lòng dạ hiểm độc chủ tiệm đi. Tô Lam Thanh trong lòng đang lo lắng, Hạ Mặc cũng đã nói. Cô yên tâm. Không lấy tiền. Cửa hàng này của tôi, tôn chỉ là phục vụ đại chúng láng giềng, cho nên, cho dù là gửi nuôi, cũng miễn phí nuôi dưỡng. Đào tạo miễn phí, thời đại này, còn có chuyện lương tâm như vậy. Thiếu nữ thật sự cảm thấy Hạ Mặc thật sự là một người không thể tưởng tượng nổi. Rất nhanh, đã nhìn thấy Hạ Mặc từ phía sau ngăn trong, cái gọi là nuôi dưỡng trong phòng, lấy tới nàng Tiểu Bạch. Bởi vì có nhận chủ khế ước tồn tại, thiếu nữ Tô Lam Thanh lập tức cảm giác được nàng cùng Tiểu Bạch khế ước liên hệ, Tiểu Bạch hiện tại trạng thái cơ bản, nàng lập tức có thể đạt được cảm giác. Đại ca ca, Tiểu Bạch trở nên mạnh mẽ. Thiếu nữ Tô Lam Thanh thật sự không thể tin được, nàng Tiểu Bạch, dĩ nhiên so với buổi sáng vừa mới gửi nuôi ở Hạ Mặc nơi này thời điểm, chẳng những tinh thần trạng thái tốt hơn, chiến lực còn tăng lên, hơn nữa, còn nhiều lĩnh ngộ một cái kỹ năng, Túc Phong Thông. Một cái linh hồ loại chiến sủng thiên phú kỹ năng, chạy nhanh gia tốc, có thể càng nhanh tránh né hoặc là đuổi giết địch nhân. Tuy rằng không phải kỹ năng chiến đấu, chỉ là một thân pháp kỹ năng, nhưng là, đối với linh hồ loại chiến sủng mà nói, lại là một cái trọng yếu thiên phú kỹ năng. Bởi vì, một cái không có tốc độ linh hồ loại chiến sủng, là không có sinh tồn cơ hội. Hạ Mặc gật đầu nói. Đúng vậy. buổi chiều, ta liền phát hiện nó lĩnh ngộ một kỹ năng thiên phú, Túc Phong Thông. Hiện tại, nó có thể phát động kỹ năng, chạy như tia chớp, làm cho người ta không nhìn thấy thân ảnh. Nhưng mà, đại ca ca, trong cửa hàng mà bạn em giới thiệu, người bồi dưỡng vừa mới nói tiểu bạch của em không có thiên phú gì. Trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ không có thăng cấp hoặc lĩnh ngộ gì. Đây mới là chỗ làm cho thiếu nữ cảm thấy khiếp sợ nhất. Nếu là Lam Vĩnh Nhi giới thiệu cửa hàng, tự nhiên không phải đơn giản cửa hàng, nàng cũng cảm giác rất chuyên nghiệp, cho nên rất là tin tưởng phán đoán của bọn họ. Lúc này, mới là sẽ rung động, chẳng qua là gửi nuôi ở Summer cái này trong tiệm một cái ban ngày, Tiểu Bạch liền lấy được như vậy kinh người biến hóa. Tiểu Bạch sẽ có tiến bộ kinh người như vậy nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì Summer bồi dưỡng không gian, có thời gian chậm rãi phóng thích hiệu quả. Tuy rằng thoạt nhìn chỉ là gửi nuôi một cái ban ngày, bất quá hơn 10 giờ thời gian, nhưng là, này Tiểu Bạch nhưng là cảm giác đã ở bên trong chiến đấu huấn luyện hơn 10 ngày. Hệ thống bí mật, Summer tự nhiên sẽ không đối với thiếu nữ nhắc tới, đồng thời, Summer cũng không muốn vào lúc này chửi bới cái khác thú sủng điếm. Đều là vì đại chúng phục vụ, không cần lòng dạ hẹp hòi như thế. Hạ Mặc chỉ nói, tôi cảm thấy Tiểu Bạch cũng không tệ lắm. Chỉ là thiếu hệ thống huấn luyện chuyên nghiệp. Bây giờ, anh có thể mang nó đi. Sau này, nếu tin được, hoan nghênh mang Tiểu Bạch đến cửa hàng thăm. Tôi sẽ tiếp tục nuôi dưỡng nó. Vâng, vâng. Cảm ơn đại ca ca. Bao nhiêu tiền, ta đưa cho đại ca ca. Trong lúc bất chợt, thiếu nữ Tô Lam Thanh hối hận, không nên nóng vội mang Tiểu Bạch đi như vậy. Nếu như sớm có thể biết Tiểu Bạch ở Hạ Mặc bồi dưỡng tốt như vậy, nàng căn bản cũng sẽ không nóng lòng đến lấy Tiểu Bạch đi như vậy. Nếu không phải đã nói ra, nước chảy khó thu, lúc này, Tô Lam Thanh thật sự muốn giờ phút này gửi nuôi Tiểu Bạch ở chỗ Hạ Mặc, để Hạ Mặc tiếp tục giúp cô huấn luyện Tiểu Bạch, khiến Tiểu Bạch càng mạnh hơn. Hạ Mặc cười nói. Không phải nói rồi sao? Không thu tiền. Dù sao, ngày mai cửa hàng của tôi mới chính thức khai trương. Cậu coi như là đại ca ca giúp em gái cậu huấn luyện chiến sủng đi. Sao có thể thu tiền? Này không được. Thân huynh muội cũng phải tính toán rõ ràng. Như vậy đi, ta liền chuyển cho đại ca ca ít nhất 1.000 đồng đi. Đại ca ca đừng chê ít, ta biết, đại ca ca để cho Tiểu Bạch lĩnh ngộ một kỹ năng thiên phú, khoản phí bồi dưỡng này ít nhất đáng giá hơn 1 vạn. Nhưng mà, ta bây giờ còn là sinh viên, thật sự không có nhiều tiền như vậy. Nhưng mà, ta có thể cam đoan, sau này ta nhất định thường xuyên ghé thăm cửa hàng của đại ca ca. Ta là khách hàng đầu tiên của đại ca ca. Ta muốn khách hàng trung thành của đại ca ca. Không nói lời nào, thiếu nữ trực tiếp thao tác điện thoại di động, cho Summer thật sự chuyển 1.000 khối tiền lại đây. Hệ thống, tiền này có thể thu sao? Summer thật đúng là cảm thấy tiền này không nên thu. Hệ thống nói. Hệ thống cung cấp dịch vụ, cho dù là bình giá, cũng là vật siêu giá trị, cho nên, 1.000 nguyên có thể nhận, cũng sẽ tự động vì ngài đổi thành hệ thống điểm tích lũy. Hệ thống nói có thể nhận, Hạ Mặc mới nói với thiếu nữ này. Vậy được rồi, vậy tôi sẽ mặc giày nhận. Nói thật, cửa hàng nhỏ mới khai trương, đang thiếu khách hàng như cô giúp tôi tuyên truyền nhiều, tôn chỉ phục vụ của cửa hàng chính là phục vụ đại chúng, tất cả vật phẩm và dịch vụ bán đều bình giá, bản thân tôi cũng là sinh viên mới tốt nghiệp, tất nhiên hiểu được, đều là sinh viên, đều không có bao nhiêu tiền, cho nên, định giá nhất định sẽ không đắt. Bất quá, cô yên tâm, cho dù định giá không cao, nhưng mà, phục vụ nhất định là vật siêu giá trị. Ân. Đại ca ca chiếu cố Tiểu Bạch, đã chứng minh thực lực của đại ca ca. Ta nhất định giúp đại ca ca tuyên truyền. Chúc mừng đại ca ca ngày mai khai trương nha. Tô Lam Thanh kích động cúi đầu cảm tạ Hạ Mặc. Cảm ơn. Buổi tối trời tối, đường không dễ đi, cô là một cô gái cẩn thận một chút. Có nên gọi điện thoại cho người nhà tới đón hay không? Hạ Mặc cũng hơi quan tâm cô gái này một chút. Thiếu nữ lập tức ôm lấy Ngân Bạch Hồ trong lòng nàng nói. Đại ca ca không cần lo lắng, Tiểu Bạch hiện tại trở nên mạnh mẽ, có thể bảo vệ ta. Nói là nói như vậy, nhưng là, rõ ràng Tiểu Bạch còn không đủ cường đại đi, nhưng là, nếu thiếu nữ đã nói như vậy, Hạ Mặc cũng không tiện nói cái gì nữa, chỉ có thể cùng nàng phất tay tạm biệt. Cũng may nhà thiếu nữ không xa, cũng là khu dân cư này, ngược lại làm cho người ta ít nhiều yên tâm rất nhiều. Về đến nhà, mẹ tự mình mở cửa cho Hạ Mặc, lập tức quan tâm hỏi Hạ Mặc. Có phải khách hàng người ta lo lắng, lại ông Tiểu Bạch đi rồi không? Mùi mùi lúc này cũng trốn ở góc tường nghe lén, nhưng là, bóng dáng của nàng, bán đứng nàng, Summer đều đã thấy được. Tình hình thực tế nhất định là như vậy, nhưng Hạ Mặc khẳng định không muốn để cho các nàng lo lắng. Hết chương này. Chương 6. Sự thật thắng hết thảy. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Chương 6. Sự thật thắng hết thảy. Cho nên Hạ Mặc nói một lời nói dối thiện ý, đương nhiên không phải như vậy. Là người khác có việc gấp, mới là đem Tiểu Bạch mang đi. Bất quá, người khác đối với phục vụ của tôi rất hài lòng, tuy rằng mới gửi nuôi một ngày, nhưng mà, lại trả cho tôi 1000 tệ làm cảm tạ. Vì không để cho bọn họ lo lắng theo, Hạ Mặc còn cố ý đem hóa đơn thanh toán thiếu nữ chuyển tới cho mẹ xem. Lúc này, Hạ Mặc mới là cảm giác được, thật lòng muốn hảo hảo cảm tạ cô gái này, trả cho hắn 1000 nguyên làm thù lao. Bằng không, hắn lúc này liền không có hữu lực chứng minh, để cho mụ mụ cùng mùi mùi yên tâm, không cần lo lắng hắn cửa hàng buôn bán không tốt. Được người ân tình, về sau nhất định phải dũng tuyền tương báo. Trong lòng Hạ Mặc âm thầm khắc ghi. Thật sự là 1000 khối, đến từ Tô Lam Thanh. Người đứa nhỏ này, mới giúp người chiếu cố một ngày thú sủng, ngươi như thế nào liền dám thu người ta 1000 khối tiền a? Ngươi cái này còn bình giá điếm a? Ngươi sẽ không sợ người ta nói ngươi là hắc điếm, về sau ở cũng không tới. Ca, người khác như thế nào liền cho ngươi chuyển 1000 khối tiền, ta xem a, có phải hay không nữ sinh kia là coi trọng ca của ta, kiếm cớ tiếp cận ca của ta a? Mùi mùi cũng hiện thân, chứng tỏ là thật sự yên tâm. Em gái hiện thân, Hạ Mặc cũng yên tâm, có thể nói đùa. Anh trai em đẹp trai như vậy sao? Vậy thì đúng. Thối ca, bộ dạng khó coi muốn chết. Mùi mùi Hạ An An tâm tình không tệ, chủ động cùng Hạ Mặc đấu võ mồm, hiển nhiên tình cảm huynh muội thật sự là không tệ. Người ta nữ hài nói, về sau còn ghé thăm cửa hàng của ta, còn muốn giúp ta mở rộng đâu. Cái này đầu tiên khách hàng, ta khẳng định xem như kéo tới. Nói không chừng ngày mai, nàng sẽ còn có thể tới ta nơi này mua sủng vật khẩu phần ăn gì đó. Làm ăn nha, từ từ sẽ đến. Được rồi, ta cũng mệt mỏi, mẹ, An An, ta đi ngủ trước. Ngày mai còn muốn sáng sớm mở cửa hàng. Cửa hàng chúng ta là mặt hướng học sinh chiếm đa số, bọn họ đi học đi ngang qua, nói không chừng sẽ vừa vặn thuận tay mua đồ. Hạ Mặc duỗi lưng, đi đến phòng. An An, con cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi. Mẹ cười, đưa mắt nhìn Hạ Mặc về phòng nghỉ ngơi, cũng dặn Hạ An An nghỉ ngơi sớm một chút. Mẹ ngủ ngon, anh trai thối ngủ ngon. Em gái làm mặt quỷ, thấy anh trai đều kéo đến khách hàng đầu tiên, làm ăn thật sự có khởi sắc, cũng yên tâm trở về phòng ngủ. Trở lại phòng, Hạ Mặc nhưng không có nhanh như vậy ngủ, nhìn vừa rồi 1000 khối tích lũy đến sổ sách, cộng thêm trước đó đạt được phần thưởng tích lũy, điểm tích lũy của hắn đã 1000 mấy trăm điểm. Có thể ở hệ thống tích lũy thương thành mua không ít đồ ăn sủng vật, cho mùi mùi, vừa nghĩ tới đây, trong lòng liền cảm thấy dị thường thỏa mãn. Ngủ rồi, miệng đều là nhếch môi cười. Nhà họ Tô. Thanh Nhi đã trở lại. Thế nào, chủ quán không làm khó con chứ? Nếu thật sự làm khó con, mẹ tìm bọn họ đi. Mẹ biết nhà bọn họ ở đâu. Tô Lam Thanh vừa mới vào cửa, đã bị mẹ làm cho tức giận. Mẹ! Sau này mẹ có thể đừng nghe người khác nói lung tung hay không? Đại ca ca kia không biết tốt biết bao, biết rõ đêm khuya con muốn lấy Tiểu Bạch vô lý cỡ nào, nhưng người ta cũng không nói gì. Tự mình theo con đi lấy Tiểu Bạch không nói, mẹ xem, hắn chăm sóc Tiểu Bạch thật tốt. Tiểu Bạch không chỉ có tinh thần, Tiểu Bạch còn được hắn bồi dưỡng miễn phí. Tiểu Bạch hôm nay ở chỗ đại ca ca mới ngây người một ngày, đã lĩnh ngộ được kỹ năng thiên phú túc phong thông. Thanh Nhi, đây là thật. Đừng nói chỉ là mẹ không tin, ba cũng có chút không tin. Đầu năm nay, còn có thể có loại người tốt chuyện tốt này. Bọn họ không tin, Tô Lam Thanh càng có chút mất hứng. Ta là Tiểu Bạch chủ nhân, nó có hay không lĩnh ngộ kỹ năng, ta còn có thể không biết. Tô Lam Thanh âm còn chưa dứt, Tiểu Bạch trong lòng giống như một tia chớp, trong nháy mắt chính là dẫm lên vách tường trong nhà, vòng quanh phòng khách mái công tẩu bích chạy 3 vòng. Thân nhẹ như chim yến, thân ảnh của nó quá nhanh, ánh mắt người căn bản đều theo không kịp. không thấy rõ đâu, Tiểu Bạch đã chạy về quen thuộc trong phòng bên cạnh hộp thức ăn, chim chiếc. Thấy Tiểu Bạch thật sự lĩnh ngộ túc phong thông, hành động nhanh như phong điện, Tô Mẫu thật sự không còn gì để nói. Chỉ là lại thuận miệng nói lên, Tiểu Bạch bộ dáng đói bụng như vậy, có phải bị người ta đối đãi cay nghiệt hay không? Tô Lam Thanh lại nói. Như thế nào có thể? Nếu không cho Tiểu Bạch ăn, Tiểu Bạch sẽ có tinh thần như vậy. Còn có thể lĩnh ngộ thiên phú kỹ năng. Đúng rồi, ta đi cùng đại ca ca lấy Tiểu Bạch thời điểm, Tiểu Bạch còn tại đại ca ca phòng bồi dưỡng tiến hành bồi dưỡng đâu rồi, khẳng định là bồi dưỡng huấn luyện nhiều, Tiểu Bạch vận động nhiều, lại đói bụng. Khó trách ta tới lúc ôm Tiểu Bạch, cảm giác Tiểu Bạch đều chìm rất nhiều, rắn chắc rất nhiều. Không nói nữa, mẹ, ngươi về sau thật sự không thể tại tin đồn nữa. Hại ta thiếu chút nữa hiểu lầm đại ca ca. Đại ca ca cửa hàng, rất tốt, vì ta bồi dưỡng Tiểu Bạch miễn phí, cuối cùng vẫn là ta cứng rắn cho đại ca 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 1000 khối tiền. Nói như thế nào, Tiểu Bạch đều là dưới sự bồi dưỡng của đại ca 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 mới là lĩnh ngộ được kỹ năng thiên phú mới. Mẹ, thù lao 1000 đồng, thật sự không nhiều lắm chứ. Vậy khẳng định không nhiều. Chi phí bồi dưỡng một kỹ năng lĩnh ngộ thiên phú, ít nhất cũng phải hơn 1 vạn a, nha đầu, ngươi vừa nói như vậy, đứa nhỏ này thật sự không tệ. Ngày mai mẹ đi nói xấu gì, về sau đừng nói xấu người khác sau lưng. Nói người khác không có lên đại học, như vậy không tốt. Như vậy mới đúng, mẹ. Con đi cho Tiểu Bạch ăn. Tô Lam Thanh tâm tình không tệ lập tức trở về phòng cho Tiểu Bạch ăn. Tô Phụ cũng oán giận thê tử nói. Nhìn xem, ta đã nói rồi. Sau này đừng nghe những người đó nói bậy. Các nàng chính là nhàn rỗi. Biết rồi, ngươi cũng nói ta. Ngày mai, ta liền nói với bọn hắn, về sau không nên nói xấu sau lưng hại tử Hạ gia nữa. Nếu người khác đối với Tiểu Bạch tốt như vậy, còn bồi dưỡng Tiểu Bạch, để cho Tiểu Bạch có kỹ năng lĩnh ngộ, ta phải giúp hắn nói chuyện ta giới thiệu thêm vài người quen qua chiếu cố hắn làm ăn. Coi như cho người ta nhận lỗi, đương gia, ngươi nói thế nào? Bà xã có thể dạy, nên như vậy. Cha Tô cũng hài lòng gật đầu, mới buông báo xuống, yên tâm trở về nghỉ ngơi. Trong phòng Tô Lam Thanh, nhìn Tiểu Bạch ăn như hổ đói, cô vui vẻ liên lạc video với bạn tốt Lam Vĩnh Nhi, nói cho cô biết tin tức tốt kinh người của Tiểu Bạch. Lam Thanh, thật sao? Theo như cô nói, ông chủ tiệm kia thật sự không tồi. Thì ra ông ta cũng không phải chủ tiệm lòng dạ hiểm độc hãm hại cô. Ông ta vừa mới tiếp nhận cửa hàng sao? Vậy sao ông ta không nói sớm, hại tôi buổi sáng hung dữ với ông ta một trận. Vậy tôi đây không phải oan uổng người sao? Lam Vĩnh Nhi nhất thời ảo não. Cảm ơn em, Vĩnh Nhi, ra mặt thay anh. Nhưng mà, em yên tâm, đại ca ca là người tốt, khẳng định sẽ không để ý. Em nghĩ xem, đại ca ca đều tốt như vậy, giúp anh bồi dưỡng Tiểu Bạch miễn phí, đây rõ ràng không phải lỗi của anh ấy. Người tốt như vậy, sao có thể trách tội em chứ? Tô Lam Thanh nghiêm túc cảm tạ Lam Vĩnh Nhi giúp cô ra mặt. Cái gì à, lúc này mới nhận thức không đến 1 ngày, liền đại ca ca kêu, Thanh Nhi, ngươi sẽ không phải là coi trọng tiểu tử kia đi. Tiểu tử kia thoạt nhìn nho nhã, tuy rằng thoạt nhìn có chút đẹp trai, nhưng là, ta vẫn muốn nói, thoạt nhìn căn bản không xứng với nhà chúng ta Thanh Nhi đâu. Vĩnh Nhi, ngươi nói bậy bạ gì đó. Còn nói bậy nữa, sẽ không để ý tới ngươi. Tô Lam Thanh nhất thời xấu hổ. Đùa thôi, Lam Thanh đừng tức giận. Bất quá, nói thật, không phải lỗi của hắn, còn nhiệt tình giúp ngươi chăm sóc bồi dưỡng Tiểu Bạch, người này thật sự không tệ. Lam Vĩnh Nhi lại tỏ vẻ tán thưởng Hạ Mặc. Lần sau gặp lại hắn, ta nói tiếng cảm ơn với hắn không xứng đáng. Lam Vĩnh Nhi cười nói. Ừ, sau này có cần thì đến cửa hàng của anh trai chăm sóc việc làm ăn. Từ sự bồi dưỡng của anh trai đối với Tiểu Bạch, anh trai rất chuyên nghiệp. Tô Lam Thanh xem như đã giúp Hạ Mặc đẩy mạnh tiêu thụ danh tiếng rồi sao? Cửa hàng nhỏ như vậy, ta vẫn không yên tâm. Bất quá, vì Thanh Nhi, ta liền cho hắn một cơ hội. Lần sau nói. Lam Vĩnh Nhi chỉ thuận miệng đáp ứng, xem ra đối với Hạ Mặc vẫn không có bao nhiêu lòng tin. Hết chương này. Chương 7. Khai trương. Xuất hiện lần nữa Tô Lam rõ ràng. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Chương 7. Khai trương. Tô Lam Thanh lại xuất hiện. Thu thu. Tô Lam Thanh đang ngẩn người nhìn Ngân Bạch Hồ. Ngân Bạch Hồ đột nhiên phát ra tiếng chim chiết, vươn móng vuốt vỗ vỗ hộp thức ăn trước mặt nó. Thiếu nữ lúc này mới là phát hiện, hộp thức ăn bên trong lại trống không, Tiểu Bạch lại ăn sạch khẩu phần ăn. Điều này làm cho thiếu nữ lập tức không khỏi nở nụ cười, tự mình đi xuống giường, tự tay ôm lấy Tiểu Bạch Hồ, cùng nàng thân mật đùa giỡn nói. Tiểu Bạch, ngươi như thế nào trở nên có thể ăn như vậy? Đều ăn hết rồi. Khẩu phần ăn sủng vật trong nhà, vừa vặn đều cho ngươi ăn hết, vừa mới là túi cuối cùng. Chờ ngày mai có được hay không? Ngày mai đi chỗ đại ca ca mua. Thu thu. Ngân Bạch Hồ rất thích ghé vào đầu vai thiếu nữ, bất tri bất giác lại ngáy ngủ. Ngủ rồi. Đại ca ca cho ngươi bồi dưỡng nhất định làm cho ngươi phải ra sức mới có thể thông qua, đạt được thăng cấp đi. Thiếu nữ hơi đau lòng chiến sủng yêu dấu, trong lòng cũng không có một chút trách tội Hạ Mặc. Nàng biết, càng là nghiêm túc nghiêm khắc bồi dưỡng huấn luyện, càng là đối chiến sủng phụ trách, trong lòng chỉ biết cao hứng, chỉ biết cảm thấy Hạ Mặc thật sự là chuyên nghiệp lại phụ trách chiến sủng điếm chủ tiệm, chỉ biết đối với hắn càng thêm tín nhiệm, lại sao có thể trách cứ. Bùm bùm bùm. Tiếng pháo nổ. Sáng sớm, cửa hàng thú cưng giá rẻ của Summer chính thức khai trương. Em gái và mẹ đều đến cổ vũ Summer khai trương. Trên đường nhỏ mấy cửa hàng, về sau cùng Summer chính là hàng xóm, còn đưa tới lẵng hoa chúc mừng. Lý Lan Chi là hàng xóm cũ ở đây, tất nhiên là biết làm người, người khác tặng lẵng hoa, cô cũng bao lì xì, mặt khác cầm một ít hạt dưa và kẹo đưa cho mỗi nhà. Tuy rằng điều kiện trong nhà không giàu có, thế nhưng, đạo lý đối nhân xử thế cần thiết vẫn không thể tiết kiệm. Đây là con đường hàng xóm ở chung. Anh, mấy ngày nay em sẽ để Sương Nhi ở lại chỗ anh. Áp chế điếm cho anh. Mùi mùi Hạ An An từ trong không gian chiến sủng triệu hồi ra Sương Lan chiến sủng của nàng, chiến sủng chủ lực hiện nay của nàng, cũng là một trong những người yêu thích nhất, chủ động yên tâm nói, phải đặt ở trong tiệm của anh trai, làm bảo vật áp chế cho hắn. Cái này Sương Lan chiến sủng, nhưng là trung học năm nhất toàn niên đệ nhất danh mới có thể đạt được khen thưởng, không nói Sương Lan bản thân cũng rất uy phong lẫm lẫm, chỉ nói này chỉ chiến sủng đại biểu thực lực vinh dự, cũng đủ để cho người ta đã gặp qua là không quên được. Cảm ơn An An. Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố Sương Nhi thật tốt. Thuận tiện giúp ngươi bồi dưỡng một chút. Hạ Mặc nói lời ấy, chỉ là muốn cho muội muội hiểu được, hắn là ca ca, nhất định sẽ chiếu cố tốt chiến sủng của muội muội. Nhưng mà, lời này lại phản hiệu quả. Anh không cần giúp em bồi dưỡng Sương Nhi. Anh cứ để nó ngồi xổm trong cửa hàng làm linh vật cho anh là được. Khách hàng đến, có thể nhìn thấy Sương Nhi, sẽ biết thực lực của cửa hàng chúng ta. Anh ngàn vạn lần đừng bồi dưỡng Sương Nhi của em. Đừng bồi dưỡng hỏng. Muội muội nhất thời lo lắng khoát tay, nói với Hạ Mặc, ngàn vạn lần đừng giúp nàng bồi dưỡng Sương Nhi. Biết rồi. Hạ Mặc lúc này mới nhìn ra, em gái là lo lắng thực lực của anh. Ai bảo hắn là học cặn bã chứ? Đại học cũng không thi đậu. Hạ Mặc hiểu được, không có trách tội. Muội muội có thể chủ động nghĩ đến đem Sương Nhi lưu lại bên cạnh hắn làm linh vật áp điếm cho hắn, thật sự cũng đã là một muội muội tốt làm cho Hạ Mặc không còn lời nào để nói. Dù sao, Hạ Mặc biết, Sương Lan chiến sủng này ở muội muội trong lòng phân lượng nặng bao nhiêu. Em gái không yên tâm về năng lực của anh, vẫn nguyện ý làm như vậy, Hạ Mặc trong lòng cảm động. Anh, không xứng đáng. Em nói chuyện cũng chỉ là đầu óc. Dường như cũng cảm giác được, cách làm vừa rồi của cô làm tổn thương lòng tự trọng của anh trai, Hạ An An không khỏi có chút bối rối vội vàng xin lỗi Hạ Mặc. Nói cái gì ngu ngốc, hảo hảo đi học đi, chuyện trong nhà, ngươi không cần quan tâm. Ta hiện tại không cần đi học, mở tiệm kiếm tiền, trong nhà về sau ta tới chiếu cố, mụ mụ ta tới chiếu cố, ngươi cũng là ta tới chiếu cố. Ca mở tiệm kiếm tiền nuôi các ngươi. Ừ, anh cũng không cần quá vất vả. Lần đầu tiên mở cửa hàng không kiếm được tiền cũng không sao, coi như rèn luyện, ngàn vạn lần không nên tạo cho mình quá nhiều áp lực. Hạ An An ngượng ngùng, cũng cẩn thận dặn dò Hạ Mặc không nên bởi vì sợ không kiếm được tiền, cửa hàng thua lỗ đóng cửa, liền gây cho anh quá nhiều áp lực. Em gái này thật sự rất quan tâm đến người anh trai này. Hạ Mặc miệng đầy đáp ứng. Sau đó, thiếu nữ lại dặn dò một phen chiến sủng Sương Lan của nàng, chỉ Summer, mệnh lệnh nó lưu lại, đi theo bên người Summer. Sương Lan chiến sủng, thiên tính cao ngạo, tự nhiên chướng mắt Hạ Mặc cái này chủ nhân phế vật ca ca, ngại chủ nhân chỉ thị, mới là có chút không tình nguyện chính mình đi vào trong tiệm, sau đó ngồi bất động như núi. Rõ ràng, nó đang thể hiện thái độ của mình. Hạ Mặc ở trong mắt nó, chính là một tên cặn bã. Chiến sủng cũng sẽ có cá tính của mình, đối với việc này, cho dù thân là người làm chủ, Hạ An An cũng chỉ có thể ra lệnh cho chiến sủng của mình lưu lại, đi theo Hạ Mặc, về phần để nó cho Hạ Mặc mặc tốt, đó là chuyện cô cũng không làm được. Chỉ có thể áy náy nhìn anh trai một cái, sau đó cười khổ, cùng Summer xua tay tạm biệt, cô muốn đi trường học. Trên đường cẩn thận một chút. Hạ Mặc đuổi theo, đưa em gái đến trạm xe buýt đầu phố, nhìn cô lên xe mới trở về. Đại ca ca, chúc mừng tân điếm khai trương a. Hạ Mặc vừa mới trở về, liền thấy một thiếu nữ ông Ngân Bạch Hồ, đang nói chuyện với mẹ hắn Lý Lan Chi. Cảm ơn. Như thế nào, là Tiểu Bạch xảy ra vấn đề sao? Hạ Mặc lần đầu tiên nhìn thấy thiếu nữ, trong lòng chỉ tưởng rằng là Tiểu Bạch Hồ ở chỗ hắn là xảy ra vấn đề, nàng tìm đến đây. Không có, không có. Đại ca ca, anh thật sự là quá quan tâm chiến sủng. Không phải đâu. Em tới, là muốn đem Tiểu Bạch tiếp tục đặt ở chỗ đại ca ca gửi nuôi vài ngày. Vừa rồi đại ca ca không có ở đây, cũng nói với dì nói anh làm chủ. Tô Lam Thanh đối mặt Hạ Mặc, mang theo chút ngượng ngùng của nữ sinh. Lý Lan Chi ở một bên một mực cười, nếu không phải trong lòng biết con trai mình không xứng với cô gái tốt như vậy, bà thật đúng là ngóng trong Hạ Mặc về sau có thể tìm cho bà một cô gái tốt như vậy làm con dâu. Khai trương 3 ngày trước cửa hàng Khánh Thành trong lúc, mở cửa hàng đại thù lao khách, sủng vật gửi nuôi phí, hết thảy 50 nguyên mỗi ngày, tặng miễn phí bồi dưỡng phục vụ một lần. Hệ thống đột nhiên thông báo cho Summer. Hạ Mặc nhìn thấy, trong lòng liền tính toán, cũng vui vẻ đem quyền định giá giao cho hệ thống. Bởi vì hệ thống khẳng định so với hắn chuyên nghiệp, hệ thống mở cửa hàng, khẳng định sẽ không thua thiệt đi. Nó giống như bạn sẽ cảm thấy rằng máy tính tính toán sai số kết quả. Hạ Mặc đem hệ thống định ra giá tiền, dùng giọng điệu của mình nói cho Tô Lam Thanh. Khai trương trước 3 ngày, mở cửa hàng đại thù lao, gửi nuôi, một ngày chỉ cần 50 nguyên, còn tặng một lần miễn phí bồi dưỡng cơ hội. Đại ca ca định giá thật sự là quá thực dụng. Không sợ không kiếm được tiền a. Thiếu nữ Tô Lam Thanh vừa nghe cái giá này, đều lo lắng thay Hạ Mặc. Hạ Mặc lập tức cười nói. Đã nói rồi mà, khai trương đại thù lao. Về sau sẽ khôi phục bình thường. Nhưng mà, xin ngươi yên tâm, cửa hàng này của ta là cửa hàng bình giá, thu phí nhất định bình dân. Nhất định sẽ là phục vụ tốt nhất, giá cả thân dân nhất. Điểm ấy, ngươi có thể yên tâm, lúc nào cũng sẽ không thay đổi. Ân. Đại ca ca, Tiểu Bạch liền giao cho ngươi nha. Chỉ là không biết, ta còn có hay không miễn phí bồi dưỡng cơ hội a. Ngày hôm qua, đại ca ca không phải đã giúp ta bồi dưỡng một hồi sao? Không biết ưu đãi mở cửa hàng này, cô còn có thể hưởng thụ được hay không? Đây hiển nhiên là coi trọng kỹ thuật bồi dưỡng của Hạ Mặc. Hết chương này. Chương 8. 8. Đối chiến hình thức bồi dưỡng. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Chương 8. Đối chiến hình thức bồi dưỡng. Thì ra thiếu nữ là lo lắng cái này a. Hạ Mặc vừa nghe, lập tức nở nụ cười nói. Chuyện trước khi khai trương, đều không tính. Hôm nay, mới là ngày đầu tiên tôi chính thức khai trương. Anh à, là khách hàng đầu tiên của tôi, tất nhiên là có thể đạt được cơ hội bồi dưỡng miễn phí này. Đây chẳng phải là nói, nàng vẫn có thể đạt được một lần miễn phí bồi dưỡng Tiểu Bạch cơ hội. Thiếu nữ nhất thời cũng rất kích động cúi đầu nói với Hạ Mặc. Đa tạ đại ca ca. Vậy Tiểu Bạch giao cho đại ca ca. Muội có thể yên tâm đi học. Được. Hạ Mặc miệng đầy đáp ứng. Tiểu Bạch, đi theo đại ca ca tiếp nhận huấn luyện bồi dưỡng a. Thiếu nữ tự tay muốn đem Tiểu Bạch Hồ giao cho Hạ Mặc. Tiểu Bạch Hồ nắm chặt quần áo thiếu nữ, không nỡ rời khỏi người thiếu nữ. Tô Lam Thanh tất nhiên là không biết, ở trong mắt nàng, Tiểu Bạch chính là rời đi nàng một ngày mà thôi, nhưng là, ở trong mắt Tiểu Bạch Hồ, nàng nhưng là muốn thoáng cái rời đi thiếu nữ hơn 10 ngày. Tất nhiên là trong lòng khó bỏ. Dù sao, thiếu nữ cũng không biết, ở Summer hệ thống bồi dưỡng trong không gian, thời gian chậm rãi phóng thích, 1 so với 24. Tiểu Bạch rời khỏi cô bao nhiêu giờ, chính là rời khỏi cô bao nhiêu ngày. Đương nhiên, Tiểu Bạch cùng nàng đối với chia lìa cảm thụ là bất đồng. Khó trách Tiểu Bạch không muốn rời khỏi bên cạnh thiếu nữ. Tiểu Bạch ngoan. Thiếu nữ còn tưởng rằng Tiểu Bạch chỉ đơn thuần luyến tiếc cô, nào biết những thứ này, vẫn nhẹ nhàng lấy Tiểu Bạch ra, giao cho Hạ Mặc. Tiểu Bạch lúc này cũng biết nhất định là rời đi thiếu nữ, bất quá, thật sự rời đi thiếu nữ, đi tới Hạ Mặc bên người, nó ngược lại cũng an tĩnh, nhu thuận. Lại nguyện ý ngoan ngoãn nằm trong lòng Hạ Mặc, để anh ôm. Nhìn một màn này, trong lòng thiếu nữ Tô Lam Thanh nhất thời kinh hỉ. Dù sao, nàng là Tiểu Bạch chủ nhân, nàng biết rõ nhất, nếu như không phải Tiểu Bạch cảm thấy đáng giá tín nhiệm người, nó mới sẽ không nguyện ý ngoan như vậy bị người ôm. Cho dù là mẹ cô, cũng đừng tưởng tượng Hạ Mặc có thể ôm Tiểu Bạch như vậy, Tiểu Bạch còn nhu thuận dị thường. Tiểu Bạch tín nhiệm Hạ Mặc, Tô Lam Thanh vừa cảm giác được điểm này, trong lòng càng an tâm giao Tiểu Bạch cho Hạ Mặc. Hết thảy xin nhờ đại ca ca. Nàng cúi đầu một lần nữa cầu xin Summer. Được. Hạ Mặc miệng đầy đáp ứng. Thiếu nữ nở nụ cười, khoát tay, mới là nóng lòng đi học. Buổi tối ôm đi, ban ngày lại đưa tới, rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Lý Lan Chi đều cảm thấy việc này kỳ quái, người ta nữ hài tử không phải là thật coi trọng ngươi, tìm cơ hội tiếp cận ngươi đi. Nghe mẹ nói như vậy, Hạ Mặc trực tiếp im lặng nói. Mẹ lại suy nghĩ lung tung rồi. Còn đều là trẻ con, làm gì có nhiều suy nghĩ phức tạp như vậy. Chính là yên tâm con chăm sóc Tiểu Bạch, trở thành khách quen thôi. Mẹ, con có khách quen không tốt à? Lý Lan Chi vừa nghe, cũng cảm thấy con trai ngốc của mình hẳn là sẽ không được cô gái xinh đẹp như vậy ưa thích, mới cảm thấy Tô Lam Thanh nhất định là khách quen chân chính. Con trai vừa khai trương đã có khách quen, Lý Lan Chi chợt cảm thấy càng thêm cao hứng. Xem ra, con trai tựa hồ thật sự có chút thiên phú mở cửa hàng a. Mẹ về đi. Ở đây con xem là được. Hạ Mặc thấy mẹ muốn ở lại trong tiệm cùng cậu, nghĩ đến mẹ vất vả, Hạ Mặc lập tức thúc giục cô trở về nghỉ ngơi. Con trai, con có được không? Lần đầu tiên mở cửa hàng, trong lòng không yên, người mẹ cười, vẫn nguyện ý ở bên con trai, cùng con xem cửa hàng nhiều một chút. Hạ Mặc nở nụ cười nói. Mẹ, đây là mở cửa hàng trước cửa nhà, người đối mặt, đều là người cho dù không nhận ra, cũng là người cảm thấy quen thuộc. Con sợ cái gì? Hạ Mặc nói như vậy, cũng có lý, Lý Lan Chi mới nói. Vậy được rồi. Vậy tôi đi chợ mua thức ăn, buổi trưa làm đồ ăn ngon cho hai anh em các anh. Có việc thì gọi điện thoại cho tôi. Mẹ vẫn không yên tâm dặn dò Hạ Mặc rất nhiều. Hạ Mặc luôn miệng đáp ứng, đổi lấy mẹ mới cảm thấy an tâm đi chợ mua thức ăn trước. Mua thức ăn xong, nàng nên về nhà chuẩn bị cơm trưa tỉ mỉ cho hai huynh muội các nàng. Bà nội trợ, nhìn sự tình không nhiều lắm, nhưng mà, đều rất hỗn tạp, đều rất tranh thủ thời gian, cũng rất vất vả. Mẹ đi rồi, Hạ Mặc cũng bắt đầu bận rộn, trước lấy ra sủng vật khẩu phần ăn nuôi nấng Tô Lam Thanh gửi nuôi Ngân Bạch Hồ, còn có muội muội đặt ở chỗ hắn làm trấn điếm chi bảo chiến sủng Sương Lan. Về phần chính hắn chiến sủng, bởi vì là hệ thống khen thưởng hạn chế thời gian chiến sủng, không tính là chân chính vật sống chiến sủng, cho nên không cần nuôi nấng. Ngân Bạch Hồ hiển nhiên là quen thuộc Summer nơi này sủng vật khẩu vị, vừa nhìn thấy Summer lấy tới sủng vật khẩu vị, không nói hai lời, liền miệng lớn ăn mạnh. Chiến sủng Sương Lan của muội muội, ánh mắt có chút hoài nghi nhìn Hạ Mặc. Ở trong mắt nó, Summer như vậy cặn bã khẳng định mua không nổi cái gì hiếu chiến sủng khẩu phần ăn cho hắn ăn, tựa hồ là đang lo lắng, sẽ không là cái gì rác rưởi đồ ăn đi. Nửa ngày cũng không có ý muốn nếm thử một miếng. Sau đó thật sự là đói bụng, đại khái đi, có lẽ cũng có thể là nhìn Tiểu Bạch Hồ ăn còn muốn, mới là cho Hạ Mặc một chút mặt mũi, cúi đầu ăn một miếng. Với miếng cắn đầu tiên, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Hình thức chân hương lập tức mở ra. Một chén ăn xong, còn vương móng vuốt, ánh mắt có chút nâng cao, dùng móng vuốt vỗ chén ăn trước mặt nó. Ý tứ này tự hồ là đang nói, xúc phân, ăn xong, lại cho trẫm chút đồ ăn như vậy. Hạ Mặc lại nở nụ cười. Được rồi, lập tức phải đi tiếp nhận huấn luyện bồi dưỡng, không thể ăn no quá. Vào bên trong tiếp nhận huấn luyện bồi dưỡng đi. Hạ Mặc đưa tay ra, thu Ngân Bạch Hồ của Tô Lam Thanh và Sương Lan chiến sủng của muội muội vào không gian bồi dưỡng chiến sủng. Hệ thống kiểm tra đo lường được không gian bồi dưỡng chiến sủng đồng thời thu vào hai chiến sủng, hệ thống nhắc nhở, lúc này thỏa mãn bồi dưỡng không gian chiến sủng sân huấn luyện đối chiến hình thức mở ra điều kiện. Có hay không mở ra chiến sủng sân huấn luyện đối chiến hình thức, để hai chiến sủng ở trong sân huấn luyện tiến hành đối chiến huấn luyện. Đối chiến thụ hệ thống pháp tắc bảo hộ, tất cả thương vong đều là con số mô phỏng thương vong, sẽ không đối chiến sủng tạo thành thương tổn chân chính. Thương tổn do ván trước tạo thành thậm chí tử vong, đều sẽ được khôi phục hoặc sống lại trong khiêu chiến ván mới. Trong huấn luyện, cơ chế hồi sinh không giới hạn số lần. Nhìn thấy hệ thống cái này thông báo, Hạ Mặc mới là biết, nguyên lai, bồi dưỡng không gian lần đầu tiên đồng thời tiến vào hai cái chiến sủng, là có thể kích phát thú sủng bồi dưỡng đối chiến hình thức. Lúc trước, Tiểu Bạch tiến vào hệ thống bồi dưỡng không gian thời điểm, chỉ có nó một cái chiến sủng, hệ thống đối với nó tiến hành bồi dưỡng, đều là đổi mới mô phỏng đối thủ, giống như là đánh quái thăng cấp đồng dạng, đối với nó tiến hành bồi dưỡng. Phương thức này không phải là không tốt, nhưng là, dù sao không bằng hai cái chân chính chiến sủng tiến hành thực chiến, đạt được chân chính kinh nghiệm chiến đấu tới tốt. Duy nhất làm cho người ta lo lắng chính là ở trong đối chiến tạo thành thương vong vấn đề, cũng tại hệ thống pháp tắc bảo hộ dưới, vô hạn phục sinh cơ chế được hoàn mỹ giải quyết. Ở bên trong tiến hành chiến đấu, chân thật đến cũng sẽ có bị thương thậm chí tử vong. Thế nhưng, giống như là kiếp trước đang chơi trò chơi, người chơi tử vong, có thể sống lại, có cơ chế này, cũng không cần lo lắng chiến sủng ở trong huấn luyện xuất hiện thương vong chân chính, huấn luyện cũng có thể trở nên so với thực chiến càng thêm tàn khốc. Nhưng là, cũng chỉ có như vậy mới có thể kích phát chiến sủng lớn nhất sinh mệnh tiềm lực. Ánh mắt Hạ Mặc lạnh thấu xương, là ánh mắt sắc bén mà Hạ Mặc lúc trước rất ít nói. Tiếp nhận. Mở ra hình thức đối chiến, huấn luyện thực chiến. Hết chương này. Chương 9. 9. Sánh vai huấn luyện, tấn cấp. Ánh trăng lưỡi đao. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Chương 9. Sóng vai huấn luyện, thăng cấp. Nguyệt Quang nhận. Huấn luyện đối chiến, đối với Ngân Bạch Hồ mà nói, chính là một cơn ác mộng đáng sợ nhất. Đối thủ Sương Lan là cường đại như vậy, nó là nhỏ yếu như vậy, căn bản cũng không có một tia thắng lợi khả năng. Nếu như có thể, nó căn bản sẽ không lựa chọn đi cùng Sương Lan chiến đấu. Thế nhưng, trong không gian bồi dưỡng, loại huấn luyện chiến đấu này là cưỡng chế, nó không có lựa chọn. Nó chỉ có thể lấy hết can đảm để chiến đấu. Nó sử dụng kỹ năng thiên phú túc phong thông, hy vọng như vậy có thể tránh né công kích của Sương Lan, đồng thời sử dụng móng vuốt mềm mại yếu ớt của nó, sử dụng kỹ năng thiên phú xé rách, đi tập kích cổ Sương Lan, hy vọng có thể đạt tới hiệu quả một kích trí mạng. Xé rách kỹ năng này, đối phó tiểu thú sủng, kỹ năng này đích xác rất lợi hại. Nhưng nếu dùng để đối phó với Sương Lan, đó chính là trước cửa quan công dở đại đao, muốn chết. Sương Lan cũng không có mắt nhìn Ngân Bạch Hồ, chỉ là chậm rãi nâng lên một móng vuốt của mình, chậm rãi liếm láp da lông của mình. Thẳng đến khi Ngân Bạch Hồ thật sự phát động tập kích, quấy rầy sự chuyên chú liếm láp da lông của nó, tính tình Sương Lan không tốt, thoáng cái nổi giận. Một tiếng sói rống, kinh sợ. Kỹ năng Lan Hống, kinh sợ. Thật là uy vũ. Hiệu quả chấn nhiếp, thoáng cái chính là làm cho Ngân Bạch Hồ lâm vào trạng thái hoảng sợ, hành động không thể. Tiếp theo, Sương Lan tao nhã vỗ móng vuốt, nó cũng có kỹ năng xé rách móng vuốt không nhiều lắm, thoáng cái chính là đưa Ngân Bạch Hồ đi. Ngân Bạch Hồ lập tức hóa thành một trận bạch quang, biến mất ở đối chiến thí luyện tràng. Nhưng là, 30 giây sau, nó lại sẽ một lần nữa trở về, đối chiến Sương Lan. Điều này làm cho Ngân Bạch Hồ tuyệt vọng, sụp đổ. Nó thậm chí bắt đầu chống lại hệ thống pháp tắc áp đặt cho nó chỉ thị, nhưng là, cổ kia chỉ thị pháp tắc lực là cường đại như vậy, nó căn bản làm không được. Ngân Bạch Hồ bắt đầu tình nguyện chủ động đi chịu chết tự sát, cũng không muốn đi chiến đấu. Lúc này, Hạ Mặc đột nhiên xuất hiện bên cạnh Ngân Bạch Hồ. Hắn vẫn luôn chú ý tới huấn luyện bồi dưỡng Ngân Bạch Hồ, nhìn thấy một màn như vậy, hắn không có khả năng thờ ơ. Cho nên, lập tức đi vào. Làm chiến sủng bồi dưỡng sư, Summer tất nhiên là có thể xuất hiện ở hắn hệ thống bồi dưỡng trong không gian. Hệ thống đào tạo không gian tự động hóa trình độ rất cao, nhưng là, làm chiến sủng đào tạo sư, Summer vẫn như cũ có hệ thống chỗ không thay thế được tác dụng. Đó chính là chiến sủng bồi dưỡng sư với tư cách nhân loại mà nói, ở trong mắt chiến sủng có địa vị đặc thù mà bất kỳ sự vật nào khác cũng khó có thể thay thế, hoặc là chuẩn xác hơn mà nói, là một loại tình kết. thú sủng cùng nhân loại kề vai chiến đấu, truyền thừa chôn sâu trong huyết mạch. Không phải sợ. Ta cùng ngươi chiến đấu. Ở chỗ này không ngừng tử vong, là vì để cho ngươi đi ra ngoài, khi đối mặt với chiến đấu chân chính, sẽ không tử vong. Đến đây đi, cùng ta sóng vai chiến đấu. Hạ Mặc gia nhập vào, cùng Ngân Bạch Hồ tổ đội, đấu với Sương Lan. Điều này đối với Ngân Bạch Hồ mà nói, ý nghĩa trọng đại, nhân loại cùng hắn kề vai chiến đấu. Summer đã tham gia. Đối với sói sương, không có sự khác biệt. Ca ca của chủ nhân này, ở trong mắt Sương Lan, sức chiến đấu còn không bằng một con ngỗng lớn. Thế nhưng, nó cũng rất có hứng thú thay chủ nhân giáo huấn tên ca ca thối này một chút. Dù sao, đã sớm thấy Hạ Mặc liên lụy chủ nhân không vừa mắt rồi. Hạ Mặc cùng Ngân Bạch Hồ vừa mới xuất hiện, Sương Lan cao ngạo lại ưu nhã, lần đầu tiên chủ động phát động công kích, vẫn là chấn nhiếp thêm một kích trí mạng từng đợt, thuận lợi chính là tiễn Hạ Mặc cùng Ngân Bạch Hồ đi. Wow, đau quá! Tuy rằng tử vong có thể một lần nữa sống lại, nhưng cảm giác bị đánh lại cực kỳ chân thật. Thu thu! Có Hạ Mặc cùng nó chết, Ngân Bạch Hồ tiểu bạch, lần nữa đối mặt tử vong lúc, cũng sẽ không tuyệt vọng. Chỉ cần nhân loại chiến sủng sư không vứt bỏ chúng nó, máu của chúng nó cũng sẽ không lạnh. Máu của chúng vĩnh viễn là nóng. Thu thu. Tiếng kêu của nó tựa hồ là đang nói với Summer, đến đây đi, chủ nhân tạm thời, chúng ta sóng vai chiến đấu. Đánh đi. Chết. Đánh đi. Chết. Giống như luân hồi không có điểm cuối. Thẳng đến, không biết sau bao nhiêu lần tử vong, tiểu bạch thoáng cái tiến giai. Thăng cấp tam giai. Còn lĩnh ngộ một kỹ năng thiên phú khác, Nguyệt Quan Nhận. Chỉ thấy da lông toàn thân tiểu bạch dựng thẳng lên, tựa hồ táo bón, nghẹn một cổ sức lực, sau đó, đột nhiên đánh ra một đạo quan nhận ánh trăng trắng, công kích về phía Sương Lan, ở trên người Sương Lan đánh ra thương tổn làm cho Sương Lan cũng lảo đảo một chút. Vật nhỏ này lĩnh ngộ kỹ năng thiên phú. Rõ ràng là từ chỗ nó trộm tới. Đánh cắp thanh kiếm băng giá của nó. Đối với Sương Lan mà nói, cái này không thể nhịn. Sương Lan giận dữ, một thân băng sương như tuyết, một đạo sương nhận nhất thời ngưng kết, nhanh chóng bắn ra, thoáng cái chính là đem Hạ Mặc cùng Ngân Bạch Hồ đều đông lạnh thành băng côn, răng rắc vỡ nát đầy đất. Sương Lan, tứ giai đỉnh phong thực lực, quả nhiên không phải Hạ Mặc cùng Ngân Bạch Hồ có thể chống cự, trong nháy mắt chính là bị miễu sát, lần nữa hóa thành bạch quang, bị hệ thống truyền tống ra đối chiến thí luyện tràng. Thu thu. Tuy rằng lần nữa tử vong, cả người đều đau, nhưng mà, Ngân Bạch Hồ lại cao hứng nhào vào trong ngực Hạ Mặc, ở đầu vai của hắn vui sướng nhảy tới nhảy lui. Đào tạo huấn luyện, tuy rằng quá trình thống khổ, nhưng là, hiện tại thăng cấp, còn lại lĩnh ngộ một cái khác thiên phú kỹ năng, cho dù là Ngân Bạch Hồ đều là minh bạch, Hạ Mặc đây là đang đối tốt với nó. Nó thú sủng thiên tính bản năng, tại làm cho nó hiểu được, Summer nhân loại này đối với nó là thật tâm tốt, nó tất nhiên là vui sướng. Ngô, cả người đều đau muốn chết. Nhưng mà, tự hồ, ta cũng trở nên càng thêm chịu đòn. Xem ra, huấn luyện bồi dưỡng này đối với ta cũng có hiệu quả. Tiểu tử kia, ngươi cũng mệt muốn chết rồi đi. Hôm nay huấn luyện bồi dưỡng cho ngươi đến nơi này đi. Đi ra ngoài ăn khẩu phần sủng vật, sau đó nghỉ ngơi thật tốt đi. Bất tri bất giác, Hạ Mặc đã ở bên Ngân Bạch Hồ hơn một ngày rồi. Mặc dù đối với bên ngoài mà nói, chính là hơn một giờ thời gian hiện thực, nhưng là, ở bồi dưỡng không gian bên trong, cũng là dài dằng dặc hơn một ngày thời gian trôi qua. Đây chính là hiệu quả của việc giải phóng thời gian. Thật sự là có lực. Nếu một người nguyện ý vĩnh viễn sống ở nơi này, chẳng khác nào tuổi thọ tăng lên 24 lần. Thật tuyệt vời. Đương nhiên, hẳn là sẽ không có người chỉ là vì trường sinh, liền vĩnh viễn ở tại một cái đơn độc tồn tại mở ra không gian, chân chính ngăn cách với thế giới bên ngoài. Nghĩ đến muốn mang Ngân Bạch Hồ bởi vì không ngừng tử vong sống lại, tinh thần mệt mỏi cao độ đi ra ngoài ăn thức ăn cho sủng vật nghỉ ngơi, Hạ Mặc cũng nghĩ tới, Sương Lan chiến sủng của muội muội cũng nên có một đối thủ giàu tính khiêu chiến. Hạ Mặc thoáng nghĩ tới chiến sủng cấp 9 của hắn, Thạch Linh khôi lỗi. Xong rồi. Hạ Mặc đem Thạch Linh khôi lỗi triệu hoán ra, đưa đi chiến sủng bồi dưỡng không gian, để nó đi bồi Sương Lan đối chiến đi. Cửu giai đánh tứ giai đỉnh phong. Tin tưởng, loại cảm giác tuyệt vọng cùng sụp đổ này sẽ làm cho Sương Lan cảm giác được so với Ngân Bạch Hồ đối mặt với nó còn tuyệt vọng hơn. Nhưng đó chính xác là những gì Summer muốn. Đây tuyệt đối không phải là trả thù vừa rồi Sương Lan ngược chết đi sống lại. Giúp em gái Hạ An An bồi dưỡng chiến sủng, Hạ Mặc là nghiêm túc. Không trải qua tuyệt vọng và tử vong, làm sao thấy cầu vồng sau mưa gió. Hạ Mặc hạ quyết tâm, hảo hảo ngược đãi mùi mùi chiến sủng Sương Lan. Hắn hôm nay ngược nó bao nhiêu tàn nhẫn, về sau nó sẽ có thể trở nên cường đại cỡ nào, có thể ở vô luận như thế nào trong hiểm cảnh đều có thể rất tốt bảo hộ mùi mùi của hắn. Hạ Mặc, một mảnh khổ tâm. Ngao ô, trong không gian bồi dưỡng hệ thống, bắt đầu truyền đến tiếng sói tru thê thảm không dứt của Sương Lan. Hết chương này. Chương 10. 10. Sương sói tấn cấp, Sương chi thủ hộ. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Chương 10. Sương Lan thăng cấp, Sương chi thủ hộ. Ngồi băng ghế lạnh cho tới trưa, trong tiệm không có việc làm ăn gì. Cửa hàng mới khai trương, hơn nữa vị trí cửa hàng không tốt, điều này cũng khó trách. Điều này đều nằm trong dự liệu của Hạ Mặc. Hạ Mặc không nổi giận, giữa trưa tan tầm thời gian, chính là an tâm đóng cửa tiệm, về nhà ăn cơm trưa. Lát nữa em gái cũng nên tan học, người một nhà an tâm cùng một chỗ ăn bữa cơm, đơn giản bình thản, cũng làm cho người ta cảm thấy vĩnh viễn không thể rời khỏi. Đóng cửa rồi. Tô Lam Thanh cũng tan học trở về, lúc đi qua cửa hàng Hạ Mặc thì thấy cửa hàng đóng cửa. Lúc này, cô sẽ không căng thẳng, thậm chí là cười nhạt, trong lòng hiểu rõ Hạ Mặc nhất định là trở về ăn cơm trưa, thật sự là một chút lo lắng cũng không có, an tâm cũng về nhà ăn cơm trưa. Nàng cùng trước kia không giống nhau, hiện tại, nàng đối với Summer tràn ngập tín nhiệm. Ca, Sương Nhi của ta có khỏe không? Trên bàn cơm, em gái Hạ An An còn hỏi tình hình chiến sủng của Hạ Mặc Sương. Hạ Mặc miệng nhai đầy thức ăn, mơ hồ nói. Nó rất tốt. Anh yên tâm đi. Ừ, anh trai nói như vậy, Hạ An An ít nhiều yên tâm. Dù sao, giữa huynh muội, ca ca vẫn đủ tin tưởng. Buổi chiều lại đi học. Hạ Mặc cũng vẫn đi mở cửa, cho dù biết, có thể lại ngồi băng ghế lạnh cả buổi chiều. Quả nhiên, lại là băng ghế lạnh cả buổi chiều. Bất quá Hạ Mặc biết, bây giờ là một ngày buổi tối tan học thời gian, cũng là mọi người tan tầm thời gian, lúc này là hắn trước cửa tiệm cái này hẻm nhỏ náo nhiệt nhất thời điểm, cũng là nhất khả năng có làm ăn thời gian, cho nên, giờ phút này, Hạ Mặc nghiêm túc chờ đợi, không có giống giữa trưa lúc đóng cửa, lúc này, hắn kiên trì mở cửa, hy vọng có thể lại có làm ăn đến. Biết lúc này cũng là thời gian em gái tan học, Hạ Mặc cố ý triệu hồi chiến sủng Sương Lan của em gái từ không gian bồi dưỡng chiến sủng ra. Người này, ở trong không gian bồi dưỡng hệ thống không đợi không. Tuy rằng bị Thạch Linh khôi lỗi cửu giai ngược nghĩ lại mà kinh, thế nhưng, thực lực lại thăng cấp ngũ giai, một ít kỹ năng đã lĩnh ngộ được cường hóa, còn lĩnh ngộ được hai kỹ năng thiên phú Sương Lan chiến sủng. Một Sương chi thủ hộ. Một cái băng phong bạo. Mặc dù trước đó, Sương Lan đã có một cái băng thuẫn thủ hộ, nhưng là, cái kia cùng Sương chi thủ hộ, hoàn toàn không phải cùng một tầng thứ tồn tại đồ vật. Băng thuẫn thủ hộ, chỉ dùng sương giá chi khí ngưng kết thành khiên, phòng ngự trước người. Cường độ phòng ngự tương đương với kết cấu lực của băng thuẫn. Nhưng sương chi thủ hộ lại khác. Nó là pháp tắc thủ hộ, tuy rằng cũng kết thuẫn, nhưng là pháp tắc chi thuẫn. Là lĩnh ngộ pháp tắc, thủ hộ pháp tắc, tất nhiên là cao cấp hơn nhiều so với chỉ dựa vào sương giá băng hàn khí ngưng kết thành thuẫn thủ hộ trước người. Nói hai người cách biệt một trời một vực, cũng không quá đáng. Hơn nữa băng phong bạo còn cao hơn cả sương nhận mấy tầng trời. Đồng dạng, nó cũng là kỹ năng thiên phú. Thiên phú Sương Lan. Thăng cấp ngũ giai, một chút hai kỹ năng thiên phú, Sương Lan tiến bộ cỡ nào. Điều này đương nhiên phải quy công cho Summer, còn có Thạch Linh khôi lỗi của Summer. Thạch Linh khôi lỗi cấp 9 thực lực, nghiền ép dưới, Sương Lan không biết chết mấy ngàn lần, khẳng định là cơ hội ép khô Sương Lan trước mắt tất cả tiềm lực. Mới có thể làm cho nó ở bên ngoài thời gian chân thật chỉ là qua một ngày, tại chiến sủng bồi dưỡng không gian nhưng là vượt qua dài dằng dặc hơn 10 ngày, mới là có lần này lĩnh ngộ. Khó trách, ánh mắt Sương Lan nhìn Hạ Mặc lúc này lại cổ quái như vậy. Không hề cao ngạo, còn cảm thấy người này thật sự quá mức đáng sợ. Ca, ta đã trở lại. Ta đến thăm Sương Nhi. Đại ca ca, ta đến thăm tiểu bạch của ta. Em gái Hạ An An và Tô Lam Thanh gần như bước chân vào cửa. Ô ô, thấy em gái Hạ An An, Sương Lan lập tức chạy tới, đặt mông ngồi dưới đất, vươn hai móng vuốt lớn khoác lên vai Hạ An An, kích động khóc lóc kể lể. Lúc này, đủ thấy thân hình Sương Lan cao lớn. Ngao, ngao, không khóc, không khóc. Ta đây không phải đã trở lại sao? Sương Nhi, ngươi như thế nào cảm giác giống như là nửa tháng không gặp ta? Cùng khế ước của chiến sủng liên hệ, để cho Hạ An An có thể rõ ràng hiểu được tình cảm ly biệt nhớ nhung của chiến sủng đối với nàng lúc này. Nàng nào biết, mặc dù đối với nàng mà nói chỉ là một cái ban ngày không có nhìn thấy Sương Lan, nhưng là đối với đào tạo không gian tiến hành ma quỷ huấn luyện Sương Lan mà nói, nó thật là có 10 ngày không có gặp qua Hạ An An. Nhiều ngày không gặp, cộng thêm Hạ Mặc ngược đãi, Sương Lan giờ phút này nhìn thấy chủ nhân, nó có thể không tố khổ sao? Anh ngược đãi Sương Nhi của em. Thấy Sương Lan kích động như vậy, Hạ An An lập tức cảm thấy không thể tin tưởng anh trai Hạ Mặc. Thân huynh muội, rõ ràng tính sổ. Hạ Mặc nhất thời chỉ nhún vai nói. Không có gì, chính là đặt huống nó một chút, để Sương Nhi lĩnh ngộ hai cái thiên phú kỹ năng, một cái sương chi thủ hộ, một cái băng phong bạo mà thôi. Nếu An An cảm thấy đây là ngược đãi, ta đây coi như là ngược đãi nó. Oa, ca. Là thật a, thật là sương chi lĩnh ngộ cùng băng phong bạo. Sương Nhi còn thăng cấp ngũ giai. Ca, ngươi là như thế nào làm được? Muội muội Hạ An An lúc này mới là thông qua cùng Sương Lan chiến sủng khế ước liên hệ, phát giác Sương Lan thực lực biến hóa. Hảo muội muội, đây chính là Sú ca ca thực lực, giữ bí mật, không nói cho ngươi. Còn có a, về sau lại ở chỗ ta gửi nuôi Sương Nhi, phải dựa theo tiêu chuẩn thu phí. Hạ Mặc còn cùng muội muội bắt đầu đùa giỡn. Em gái Hạ An An cũng lập tức quay lại làm mặt quỷ với anh trai, sau đó lập tức để Sương Lan thi triển sương chi thủ hộ trước mặt cô, nhìn trước cho thỏa đáng. Theo chiến sủng thi pháp, một đạo sương trắng chi quang, có thần bí phù văn tạo thành pháp tắc chi thuẫn xuất hiện ở Sương Lan trước mặt. Lá chắn pháp tắc, ánh sáng trong suốt hơi sáng, phù văn xoay tròn lưu động, giống như còn sống, tràn ngập pháp tắc thần bí, thâm ảo khó hiểu. Đẹp quá! Hạ An An không khỏi tán thưởng. Thật là lợi hại. Tô Lam Thanh cũng hâm mộ Sương Lan của Hạ An An, lại lĩnh ngộ ra pháp tắc bảo vệ lợi hại như vậy. Khâm phục không thôi. Cũng cảm thấy có chút hâm mộ, Ngân Bạch Hồ của nàng không bằng Sương Lan của người khác. Nhưng mà, điều này không trở ngại nàng vẫn thích Tiểu Bạch của nàng. Đại ca ca, Tiểu Bạch của em thế nào? Hôm nay bồi dưỡng có kết quả gì không? Mặc dù biết, có thể sẽ không lĩnh ngộ nhanh như vậy, nhưng vẫn nhìn không được có điều chờ mong. Em tin tưởng thực lực bồi dưỡng của đại ca ca. Tô Lam Thanh ở trước mặt Hạ Mặc đã ngượng ngùng đứng lên, đầu cúi thấp, không dám nhìn Hạ Mặc. Tiểu Bạch có thể đổi tên thành Tiểu Nguyệt. Bởi vì, Tiểu Bạch của ngươi, Ngân Bạch Hồ, thăng cấp thành Ngân Nguyệt Hồ. Nó thăng cấp tam giai, còn lĩnh ngộ kỹ năng Nguyệt Quan nhận. Ta không nói sai, Ngân Bạch Hồ thuộc tính Nguyệt ảnh có tư cách gọi là Ngân Nguyệt Hồ. Ngươi nói xem Tiểu Bạch có tư cách đổi tên hay không? Thu. Tiểu Bạch rất có linh tính, đại khái hiểu được Hạ Mặc đang nói với chủ nhân của nó, lập tức cao hứng thu kêu lên. Đại ca ca, anh không gạt người. Tô Lam Thanh kích động không thể tin được. Lại có lĩnh ngộ. Ngày hôm qua vừa mới lĩnh ngộ một kỹ năng thiên phú a. Hôm nay lại có lĩnh ngộ. Trong ấn tượng của nàng, lĩnh ngộ thú sủng là khó khăn nhất. Bằng không, vì sao tuyệt đại đa số chiến sủng sư đều phải bỏ ra giá cao mời chiến sủng chuyên nghiệp bồi dưỡng sư giúp bọn họ bồi dưỡng chiến sủng? Không phải là bởi vì chuyện này khó khăn nhất sao? Nhưng mà, chuyện khó khăn nhất như vậy, tại sao ở trong tay Hạ Mặc lại dễ dàng giống như uống nước vậy? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Hạ Mặc nở nụ cười, biết Tô Lam Thanh không phải thật sự không tin, chỉ là quá mức kinh ngạc mà thôi, thuận miệng để cho Tiểu Bạch thi triển một chút công kích Nguyệt Quan nhận. Đây là chuyện vui vẻ, Summer nguyện ý chia sẻ với mọi người. Thu. Tiểu Bạch lại giống như là táo bón, cong người lên, từng cọng lông dựng lên, dưới một phen tích lực rất nhanh, đuôi vung lên, một đạo bạch quang sáng tỏ như ánh trăng, vòng cung như huyền thiên loan nguyệt, là vì Nguyệt Quan nhận, nhanh như chớp mắt liền công kích tới trước người Sương Lan. Hết chương này.